Chương 1 Chồng ơi là chồng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tại một quán karaoke, ánh đèn mờ ảo với những dàn âm ly công suất lớn Anh hai có điện thoại Yêu cầu tắt nhạc, Trần Hùng đem chiếc alo cho Lạc Thiên bằng cách kính cẩn Lại chuyện đấy à, anh ta tiếp tục nhai đậu phộng và vắt tay qua eo một phụ nữ nóng bỏng dù đang nói chuyện với người lớn tuổi Đầu dây bên kia giọng có phần cầu khiến việc còn con đấy tôi không cần phải đến. Cứ chọn đại đi. Cười đùa và hôn lên má một cô nàng vừa ngồi cạnh, Lạc Thiên tỏ thái độ bất cần. Chân dài, da trắng, không tì vết là được. Hai cô nàng cố gắng lắng nghe cuộc thoại, ghé sát hơn vào lòng Lạc Thiên, loáng thoáng được từ không có. Thôi thế thì bảo mẫu thân chọn dùng đi. Lằng nhằng quá. Anh cục máy luôn. Có chuyện gì vậy anh? À, chuyện hệ trọng của đời người ấy mà. Lạc Thiên cười đểu, chuông điện thoại lại réo, anh biết thừa lần này sẽ là ai gọi nên đáp gọn. Thế này nhé, đại khái thôi, mẹ cứ chọn cô đứng cuối cùng trong dãy ấy. Tắt nguồn, anh gọi thêm chai rượu mạnh. Cho bọn em biết đi anh, chuyện gì thế? Thêm một vài cô nàng súng lấy, họ vây bủa anh để moi tiền anh sắp lấy vợ, Khả Vi kết thúc 18 năm được nuôi nấng trong cô nhi viện bằng một bữa tiệc chia tay chỉ có vài người cùng tuổi. Cô chẳng có mấy ấn tượng để lại trong ký ức những vị sơ hay bọn trẻ vậy nên bữa cơm đạm bạc này cũng không mấy mặn mà, giờ đã trở thành một người đủ trách nhiệm pháp lý trước những hành động của bản thân nên Khả Vi không thể cứ mãi bám víu lấy trại trẻ tình thương mãi được. Sau này nếu có thành đạt nhất định phải trả ơn tấm lòng từ thiện của các sơ và quyên góp để gieo lên những hạt mầm đã từng bị bỏ rơi như mình tuy nhiên ngay chính bản thân lúc này còn chưa lo được thì không thể nghĩ đến điều to tác đó, đứng trước cây si già đằng sau sân, thuở bé cô đã có bao nhiêu ước mơ về cuộc sống khi trưởng thành. Rất tiếc chỉ với tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 do cô nhi viện tự cấp, thậm chí còn không bằng của các em học sinh cấp 2 công lập thì sẽ làm được gì nên hồn. Một đứa trẻ côi cúc đã lớn rồi, và cần phải bay xa. Khả vi phiền lòng than thở, người quản gia xuống xe mở cửa cho vị phu nhân họ đến gặp người quản lý viện. Trong năm nay có bao nhiêu cô gái vừa tròn 18 tuổi ở đây vậy? Thưa bà, có tất cả là 6 người, chúng tôi đang tìm cách tạo cơ hội việc làm cho họ. Trường tồn có thể giúp. Người sơ hy vọng lòng tốt từ tập đoàn này. Được thôi, hãy dẫn họ đến đây. Lão quản gia giúp lấy mắt kính cho vị phu nhân, niềm vui thể hiện rạng ngời trên những khuôn mặt non nớt, các cô gái phấn khởi khi được gọi đi làm sáu người đứng ngay ngắn trước mặt hai người mang phong thái cao sang xuất thân của chúng có dây dưa gì không không đâu bọn trẻ bị bỏ lại trước viện đã bao năm nay có mấy khi cha mẹ ruột đến đón chính xác đi lão quản gia nghiêm nghị chắc chắn chỉ mỗi cô bé đứng cuối là có người thân nhưng gia đình không nhận còn lại trong hồ sơ đều ghi rõ cha mẹ đã chết do tai nạn nghề nghiệp vậy thì được phu nhân đi một lượt kiểm tra ngoại hình và cách ứng xử của các cô gái bà chỉ quan tâm đến năm người còn lại các ông đào tạo người kém quá bà không hài lòng mấy nhìn các cô thiếu nữ không toát lên vẻ trang nhã cần tìm kiếm để tôi gọi cậu chủ đến chọn người quản gia lấy điện thoại thực hiện liên lạc cậu chủ làm ơn hãy đến cô nhi viện hy viên đi ông đã nói câu này nhiều lần nhưng chẳng lần nào có tác dụng việc liên quan đến cả gia đình mà cậu nghe thấy tiếng cằn nhằn trong điện thoại, phu nhân đợi lão quản gia nói xong rồi mới hỏi. Lạc Thiên không đến. Vâng, cậu chủ không coi đây là việc quan trọng. Bà thở dài. Nhưng cậu ấy chấp nhận để chúng ta chọn bất kỳ, sáu cô gái đứng đó đều không hiểu và ngay cả vị sơ cũng vậy. Làm sao có thể chọn linh tinh được, chỉ ít chúng sẽ sống với nhau một năm, vì phu nhân gặn gọi lại lần nữa thì cũng nhận được câu trả lời của con trai cô tên gì bà chỉ vào người đứng vị trí thứ năm dạ cháu là khả vi ạ à. ban đầu cô gái còn tưởng vị phu nhân chỉ người khác phu nhân nắm lấy tay cô rồi chẹp miệng nhủ mẹ cũng chịu thôi tiêu chuẩn con thế nào thì không biết nhưng vì con đã nói vậy nên đành khả vi không hiểu gì hết cô vinh hạnh được ngồi xe hơi đi vào thành phố ngồi trước bàn trà nghi ngút khói và hương thơm từ những chiếc bánh ngọt khả vi vẫn chưa xác định được việc mình có mặt tại đây Cô đang ở một nhà hàng cao cấp thuộc tập đoàn Trường Tồn. Cả họ lẫn tên của cô. Cháu à, cháu chỉ có tên Khả Vi, còn họ theo cô Nhi Viện à, cố tỏ ra thật lễ phép trước bề trên. Khả Vi ngồi đối diện với bà phu nhân, bên cạnh là lão quản gia và một người trẻ tuổi dùng máy tính. Từ giờ cô sẽ là Triệu Khả Vi. Họ quả quyết, người thanh niên nạp dữ liệu vào máy và soạn thảo giấy tờ. Tại sao vậy ạ? À? Những người này là ai mà lại có quyền đặt tên họ cho kẻ lạ? năm cô gái cùng tuổi với Khả Vi ở viện đều được bố trí việc làm ổn định, còn riêng cô thì ở đây. Cô không có quyền hỏi tại sao. Chúng tôi sẽ cho cô một tài sản lớn với một điều kiện. Cháu không hiểu. Không cần hiểu, từ giờ cô sẽ là một triệu khả vi có trong tay một xưởng dệt may, một hệ thống các cửa hàng thời trang trên toàn quốc, và viện mồ côi sẽ chuyển tên cô làm chủ. Thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của khả vi, cô chỉ biết trốn mắt mà không thể nói nên lời nào đổi lại cô phải mang thai giả một bữa tiệc phô trương được tập đoàn trường tồn tổ chức trên lầu cao ốc của khách sạn trung tâm các khách mời đến dự thuộc giới thượng lưu công nương quý tộc hay các nhà kinh doanh trẻ tuổi tiểu thư quý phái cùng bậc sinh thành sánh bước đến mục đích của buổi tiệc một phần xúc tiến các mối quan hệ làm ăn của gia chủ gắn kết những khách hàng lâu năm và phần chính là một âm mưu sắp đặt trước tương lai của hai người trẻ tuổi biết rồi lão cứ nói mãi cô gái đó mặc váy màu thiên thanh chứ gì lạc thiên thở dài anh tìm cách lẩn tránh để đi tới chỗ mấy người chiến hữu quản gia đành phải ngậm ngùi thầm mong kế hoạch được ổn thỏa trước đó vị phu nhân đã gài một tấm khăn gấp hình bông hoa trên túi áo ngực của lạc thiên giờ bà đứng cùng vị chủ tịch để tiếp khách quý đôi mắt vẫn để tâm đến lạc thiên thật may anh lại chấp nhận lấy vợ phu sao đôi giày này khó đi thế chứ khả vi nhăn nhó dù trong cả tuần đã được học cấp tốc một lớp làm thiên kim tiểu thư chết mất thôi cứ tưởng tiền ở đâu tự rơi xuống hóa ra lại phải lai lưng lao động thế này khả vi cố đứng thoải mái và đi trên một đường thẳng nhẩm lại kịch bản mà cả sáng nay cô phải tập đi tập lại với một diễn viên đóng thế lạc thiên à nghe tên cũng hay đấy chồng mình là lạc thiên khả vi mỉm cười trước bức ảnh người ta đưa cho và nói rằng cô sẽ kết hôn với chàng trai trẻ này trong bức hình là một khuôn mặt thanh tú, cuốn hút từ mọi góc nhìn. Đôi môi vẽ lên một sự quyến rũ không thể chối từ và ánh mắt xa xăm. Nhìn anh ta cũng ngoan ngoãn thế này mà bắt cưới vợ sớm làm gì nhỉ? Hay là mắc bệnh nan y đây? Khả vi đâu hay rằng bức ảnh này đã bị chỉnh sửa phần nhiều, thực tế họ lấy từ bức ảnh Lạc Trung năm 24 tuổi, người anh trai của Lạc Thiên và thêm bớt sao cho hao hao giống bởi lẽ không thể chụp ảnh xe mặt của cậu thiếu gia này khi thái độ lúc nào cũng xuất sượt và coi trời bằng vung. Hơn nữa cũng không thể ép một cô gái cưới một người mà chưa từng được nhìn mặt bữa tiệc bắt đầu tổ chức từ 19 giờ nhưng để gây sự chú ý, Khả Vi buộc phải đến muộn với cái bụng đói meo vì sợ trật eo váy. Rõ khổ, chỉ cần may nhích thêm một phân thôi thì có phải tốt hơn không? Đằng này nhà thiết kế theo lệnh siết soát đến từng đường chỉ, lão quản gia thúc giục, đã đến lúc để nhân vật chính xuất hiện. Ông dặn dò Khả Vi thêm lần nữa, cánh cửa thang máy mở ra, Khả Vi cố gắng bình tĩnh nhất có thể để bước vào, đúng như dự đoán, sẽ chẳng có ai ngất ngay trước sự hiện diện của cô, những cô gái ở đây vận đồ thật kiều diễm đã thu hút lấy toàn bộ ánh nhìn của các chàng trai, tuy nhiên hãy cứ an tâm vì có kịch bản rồi. Khả Vi tự nhủ, Lạc Thiên đang ngó xem chân váy màu thiên thanh hiện đang ở cái xó xỉnh nào, họ dặn anh đứng chiếu tướng cách thang máy chính chừng 20m để đảm bảo tính khách quan mấy người bạn của anh cũng vì thế phải đứng cùng này thiên sao nãy giờ cậu cứ ngó nghiêng đi đâu thế ngóng ai à tuấn kiệt thắc mắc à không mình đang luyện mắt ấy mà dạo này ăn chơi nhiều quá mắt lúc nào cũng mệt mỏi lạc thiên ngừng việc tìm kiếm anh đã nhìn thấy một người mặc váy thiên thanh là cô gái đó là người đã làm trái tim anh tan nát sao lại có thể như vậy anh sẽ được lấy cô ấy làm vợ ư khả vi đang bước cô bỗng nhận thấy có nhiều ánh mắt giỏi theo mình, chẳng lẽ cô lại xinh đẹp như thế hay sao? Hãnh diện vì bản thân, cô cười duyên dáng nhưng nhận ngay ra, cô gái đi trước vài bước mới là tâm điểm của sự chú ý, cô ấy cũng mặc một chiếc váy có màu tương đối giống, nhìn vào bờ vai trần gợi cảm kia đủ để khả vi hình dung được phần nào vẻ đẹp kiêu sa. Mọi người làm sao lại cứ nhìn em chầm chầm thế chứ? Nhược Lam tiến thẳng về phía trước nhanh hơn, cô khẽ cúi đầu chào và tránh ánh mắt của Lạc Thiên em lúc nào cũng đẹp lạc trung phải thừa nhận điều đó những chàng trai vây xung quanh đều có cơ hội bắt chuyện với một nhược lam cởi mở riêng lạc thiên vẫn giữ nguyên ánh nhìn của mình lúc vừa thấy cô lúc này mắt anh chỉ thấy một khoảng không trống vắng đấy cô gái đó nhớ phải vô tình vào lão quản gia lại tưởng thiếu gia đã nhìn thấy con mồi vội sai người phục vụ đem ly rượu tới khả vi đứng ở góc nhìn này cũng đã bắt gặp được chồng tương lai thiên nhược lam đang hỏi em đấy là Trung huýt nhẹ vào tay em trai, anh cũng nhận ra có chút gì ngượng ngùng trong ánh mắt của hải người chẳng may chạm phải nhau, Lạc Thiên không trả lời, anh biết đó chỉ là câu xã giao mà Nhược Lam hỏi một vòng mới quay lại anh. Ôi! Tôi xin lỗi quý cô, đã làm bẩn bộ váy đắt tiền. Nữ phục vụ đã va vào khả vi, ly rượu mới chỉ sống sánh nhưng đã nhanh nhẹn dùng tay hất đổ vào người cô. Không sao. Cũng là lỗi tại tôi. Khả Vi từ tốn nâng khay cầm giúp, cô đang đợi nam diễn viên rút chiếc khăn trên ngực đến lau cho mình. Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi tiểu thư. Sợ nam diễn viên không nghe thấy, phục vụ cố tình nói to nhưng hình như kế hoạch không theo dự kiến. Là Thiên cứ đứng trân trân nhìn, tay vẫn trong túi quần, nhược Lam thấy vậy, cô lấy khăn tay tiến đến chỗ nạn nhân. Sao tên chồng mình lâu thế? Hắn ta không thấy nước bẩn trên người mình à? Khả Vi đã phải dùng đến ánh mắt để lường đích danh trai mặt vét màu nâu trầm mà vẫn không ăn thua, Lạc Trung thấy thế cũng đi theo Nhược Lam ra chỗ Khả Vi. Cô có sao không? Để tôi lau cho. Nói rồi đôi tay thon thả của Nhược Lam lướt nhẹ trên tấm váy bị nhỏ, do chưa gặp mặt lần nào, ngay khi Lạc Trung bước đến, Khả Vi đã tưởng là nhân vật nam, tuy rằng anh không mặc áo vét như lời mô tả. Nhân lúc Nhược Lam không để ý, Khả Vi ghé sát vào Lạc Trung nói, này anh, cởi áo cho tôi mượn. Cũng theo lời dặn, nếu nhân vật chính không hợp tác hoặc quên thao tác thì phải hối thúc, Khả Vi nhìn vào mắt Lạc Trung mà đề nghị. Áo, Lạc Trung khá bất ngờ, thứ nhất vết bẩn của cô gái này nằm ở chân váy. Thứ hai, anh mặc chiếc áo dân ngắn. Nhưng vì phép lịch sự, anh cởi ra cho cô mượn, thế rồi sao nữa, sau khi khoác áo lên người thì nam diễn viên sẽ phải đưa cô đi tới phòng thay đồ đã chuẩn bị sẵn bộ cánh mới nhưng chàng thanh niên chỉ hỏi thăm. Đúng hơn chẳng có một ai ở đây chuẩn bị hai cái váy đi tiệc tùng cả vì căn phòng lớn này là của khách sạn chứ không phải buổi party ở nhà. Được rồi đấy, chắc sẽ không sao đâu. Nhược Lam cười hiền. À vâng, cảm ơn cô. Liết sang Lạc Trung, Khả Vi nói nhỏ. Đưa tôi đi, Lạc Trung tò mò về cô gái này, tự dưng lại sai khiến người lạ như mình là sao, theo lẽ thông thường thì cô ta có thể phiền nhược lam hay cô phục vụ bàn đưa mình tới nhà vệ sinh nếu không biết lối ơ à kìa cái anh này đưa tôi đi khả vi chỉ đang gắn mình đóng đạt để tránh bị la mắng thấy vậy anh cũng đồng ý đặt tay hờ lên bờ vai khả vi và bước đi nhược lam để anh dẫn cô ấy đi thay đồ khả vi hài lòng với anh chàng một người chồng vâng lời thế này còn gì bằng hoàn tất bước một trong giai đoạn gặp gỡ của hai nhân vật tiếp đến là nảy sinh tình yêu Khả Vi biết đoạn này không cần diễn, Lạc Thiên vẫn đứng đấy, có lẽ anh đã quên mất vài chi tiết cần làm lúc vừa rồi, để khi người phục vụ đi tới đánh động mới thức tỉnh. Nhưng như thế thì cần gì phải diễn nữa? Anh suy nghĩ, rồi không muốn ở lại cùng Nhược Lam, sải bước đuổi theo. Vừa đi tay vừa tháo cúc áo khoác. Úi! Khả Vi phút chốc trở thành món hàng để Lạc Thiên kéo sệt và úp vào lòng. Tình yêu, em phải ngã vào lòng anh chứ? tình yêu em phải ngã vào lòng anh chứ ơ cái anh này bỏ ra ngay lập tức khả vi bị lạc thiên bịp chặt miệng anh nở một nụ cười trước lạc trung để dậy của khả vi liên tiếp bị quay vòng cô vẫn đang nghĩ lạc trung mới là chồng chưa cưới hành động quá nhanh và gọn của lạc thiên làm cô không kịp để ý mặt huống chi xem xét chiếc khăn hình bông hồng trên ngực áo ai kia oặm cắn cho anh một cái cô lại đi tới chỗ lạc trung cầm tay anh và kéo đi, mọi người nhìn nhưng chẳng ai hiểu, ngay cả người nghĩ ra kịch bản có mặt ở đấy cũng vậy. Vị phu nhân thất vọng phải biết. Bạn em à, Lạc Trung trả lời cho câu nói của Lạc Thiên lúc nãy, anh cam đoan chưa từng gặp cô gái này, đến lúc này khả vi mới phân biệt, Minh mẫn ngoái lại nhìn vào các đặc điểm nhận dạng của Lạc Thiên. Ô oh, hát. I miss you so much. Chuyển sang kế hoạch B, Khả Vi chạy tới Lạc Thiên ông chầm, nhưng Lạc Thiên đâu đã được phổ biến kế hoạch thứ hai, anh đờ người ra. Mi Hăng Ni I love you How are you? Khả Vi đóng vai một cô bồ từ nước ngoài về gặp người yêu cũ, Lạc Thiên nhanh chóng ăn nhập. Kissing me love Anh cũng ôm lại cô đầm thắm như một cảnh chia ly hay hội ngộ vô tình. You and me finally met again, dù không hiểu anh nói gì nhưng Khả Vi vẫn tiếp tục diễn. Được rồi đấy, giờ thì cô bỏ tôi ra. Lạc Thiên gằn giọng. Anh Thiên, anh có tình yêu hồi nào thế? Trần Hùng lên tiếng phá tan những ánh nhìn kỳ dị của mọi người. Chúng tôi yêu nhau được 5 năm, năm rồi. 3 năm trước, không đồng thời phát ra cùng lúc, Lạc Thiên dù nói sau nhưng anh đã không nghĩ cô gái lại trả lời. Còn Khả Vi, cứ theo kịch bản mà đối đáp. À, ý của cô ấy muốn nói tới khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau thầm lặng anh chữ cháy, đôi mắt vẫn đau đớn nhìn Nhược Lam, hy vọng cô sẽ đau. À, vậy là em vừa nhầm anh với Lạc Thiên. Lạc Trung tiến tới, cũng khá vô lý khi yêu nhau từng ấy năm trời mà không nhận ra. Cô ấy bị cận. Em muốn nghèo anh Lạc Thiên ấy mà, thêm một câu bộc phát của hai diễn viên không chuyên, họ không hề ý thức rằng người kia sẽ trả lời. Em mới mổ mắt rồi à, vui quá là thiên làm bộ ngắm nghía khuôn mặt cô gái mới gặp nhau lần đầu này dạ hai người đứng cười với nhau cho tới chán thì mới nhớ ra việc phải làm mọi người ở lại tôi dẫn cô ấy đi đằng này chút nhé hai người định cặp kè ngay đấy à ha ha ngoái lại nhược lam cô có chút phiền lòng vì hành động trẻ con vừa rồi của anh đâu nhất thiết phải tự làm khổ mình như thế anh thiên là thiên buông tay khỏi khả vi ngay khi bước ra hành lang sao mà anh đi nhanh thế khổ thân cái chân tôi này anh lại định đi đâu nữa đứng chờ tôi thay đồ đã khả vi chưa kịp nói hết câu lạc thiên đã bỏ ngoài tai cậu chủ chúng tôi phải giữ cậu lại để tiếp tục bữa tiệc hai tên mặc áo bảo vệ khách sạn chặn ngang đường đi xong rồi còn gì ta đã hoàn thành vở hài kịch của mấy người còn ở lại làm gì nữa theo chỉ đạo thì anh sẽ nhảy cùng tôi khỏi tuần tới làm đám cưới luôn sao phải diễn kịch gì nữa thế lạc thiên bực dọc dù sao cũng nên tôn trọng người dàn xếp vụ việc này anh chấp nhận ở lại với mục đích trêu ngươi người con gái chiếm giữ trái tim mình đợi khả vi một lúc cả hai lại bước ra anh nhớ phải khen tôi đẹp và trao sợi dây chuyền này cho tôi đấy nhớ là nó đánh dấu ngày chúng ta chia tay tôi đã đưa anh giữ giờ gặp lại rồi thì trả cho chủ nhân hiểu chưa không nhận lại bất kỳ thái độ gì của lạc thiên khả vi đành độc thoại thay căm bắt tuấn kiệt treo họ khi nhìn thấy cặp đôi một lần nữa xuất hiện khả vi muốn kéo lạc thiên tới chỗ người lớn tuổi cô định đi đâu thì cứ đi không phải rủ rê tôi đâu là khả vi phải không con vị phu nhân dừng việc nói chuyện với gia đình nhược lam và một vài người có chức vị khác dạ con chào bác lâu lắm con không được làm các món ăn truyền thống với bác rồi nhớ quá khả vi cúi chào từng người một Bác cũng mong con lắm đấy. Chủ tịch tập đoàn trường Tồn bước đến và ôm lấy cô. Bố già mà cũng vào hù vụ kết hôn này là sao? Lạc Thiên lại có thêm một dấu hỏi lớn. Nhìn ba người họ tay bắt mặt mừng y như thật. Đi xa con nhớ hai người lắm. Con có mua nhiều thứ làm quà cho hai bác. Vậy lần này con có về hẳn nước không? Dạ có. Nhìn đá sang Lạc Thiên bằng ánh mắt tràn đầy tình thương. Khả Vi khiến những người xung quanh tin rằng câu chuyện là sự thật. Thế thì chuyện hai đứa cũng phải tính đi thôi, nghe xong câu này mà Lạc Thiên cười thầm, rõ là họ sắp sẵn từ lâu rồi mà còn. Giới thiệu với các vị, đây là Triệu Khả Vi, con gái chủ tịch Triệu Tấn, bạn làm ăn lâu năm của trường tồn chúng tôi. Con bé và Lạc Thiên là thanh mai trúc mã mà hai gia đình đã vuông vén từ lâu. Thế à, chào cháu. Họ chỉ à a du niềm nở trước nay chưa từng nghe tên triệu tấn trên thương trường à chắc các vị không biết thời niên thiếu tôi có người bạn thân là triệu tấn anh ấy và tôi đã từng vào sinh ra tử thân nhau như tay với chân anh ấy lập nghiệp ở trong nam cùng góp vốn với tôi tiếc là một tai nạn đã lấy đi gia đình của vi vi thương cháu chúng tôi đã tạo điều kiện và chăm sóc từ nhỏ vậy à con bé xinh lắm hai đứa thật hợp đôi thì ra vị chủ tịch muốn kiếm người cô thế là vậy Khả Vi cũng đoán ra ý đồ tại sao họ lại nhượng cho mình nhiều tài sản đến thế. Thì ra để đến với cậu ấm này, cũng phải có chút ít danh tiếng. Lạc Thiên chỉ im lặng quan sát, chẳng có gì thú vị khi nói chuyện phím mông lung thế này cả. Giai điệu du dương nằm trong bản giao hưởng số 40 của nhà soạn nhạc Mozart cất lên, đèn dịu dịu hẳn rồi đi vào bóng tối. Thưa quý ông quý bà, đây là thời khắc để chúng ta gần nhau hơn hãy quyện vào những nốt nhạc trầm bổng để vẽ lên vũ điệu dành cho những người yêu nhau người dẫn chương trình đứng trên bục ông ta còn văn chương dài dài nhưng khả vi không để ý nữa cô chẳng biết bà phu nhân đã thuê ai viết ra cái thứ này để mình phải trật vật tập luyện mấy ngày qua tình cờ gặp nhau trong buổi tiệc chàng thương nàng bị bẩn váy liền đặt mua ngay một bộ váy khác để nàng mặc rồi cả hai phiêu theo mấy kiểu khiêu vũ nhàm chán nếu tình yêu mà bắt đầu và đâm chồi dễ dàng như thế này thì đời chẳng có ai bị ế nhưng biết làm sao được, trước khi làm lễ cưới cũng phải cho bàn dân thiên hạ biết tóm tắt mối tình chống vánh của cặp tình nhân. Lối mòn của ông tác giả vẽ đường cho hai con người này nghe qua thì nhan nhản mô tuyết của tiểu thuyết, sao không nghĩ tới sự lăn lộn khi hai họ phải thể hiện sự lãng mạn bất đắc dĩ. Tí nữa nếu đến cảnh hôn nhau thì tôi không làm theo đâu đấy. Khả Vi đặt tay lên vai Lạc Thiên, để anh luồn tay vào eo mình. Họ bắt đầu thụ nhạc. Cô tưởng ai cũng được đặt lên môi tôi à, mà cô có biết bước chân không đấy, Lạc Thiên không muốn bị lỡ nhịp với người bạn nhảy khi đứng trước những quý tộc khác. Yên tâm, tôi đã tập với thầy dạy rồi. Học bài bản luôn đấy, vừa dứt câu thì cô vô ý dẫm lên chiếc váy của mình. Học cẩn thận nhỉ. Không, do cái váy này dài chiếu bộ. Thế thì cô chỉ cần lắc lương người thôi, chân cứ để nguyên là được, Lạc Thiên không sải bước trọng như những cặp đôi khác. Anh lướt nhẹ trong phạm vi viên gạch đang đứng để tránh cô gái dẫm lên mình. Hay quá, rảnh nợ. Mẫu thân tôi đích thân chọn cô à? Ánh mắt anh vẫn tìm kiếm một người. Khi rồi, cô ấy ở bên lạc trung. Vâng, bà ấy hỏi tên tôi rồi chọn luôn. Mà tại sao chúng ta lại kết hôn? Y Đon Nâu, Lạc Thiên cũng vậy, anh chỉ muốn sinh ra ở riêng để tránh sự phiền hà khi sống trong gia đình có quá nhiều tình thương từ nhỏ đã được mẹ nuông chiều một cách thái quá, ngày ngày cử người giám sát, người cha tuy bộn bề việc chèo lái tập đoàn vẫn không quên xoa đầu anh mỗi tối. Một gã thanh niên từng này tuổi rồi mà bị coi như bảo bối, thật nhàm chán và đơn điệu. Khi đề xuất việc ở riêng thì gia đình lại muốn anh lập gia, cho phép lựa chọn giữa việc đóng cọc với một tiểu thư lá ngọc cành vàng. Ăn đời ở kiếp mà không xuất phát từ tình yêu với sự chỉ định lấy một cô nàng trong một năm rồi ly hôn, sau đó muốn lấy ai cũng được chính anh là người trong cuộc đây còn hồ nghi như thế thì làm sao khả vi hiểu vậy nên việc chọn một gái ngoan trong cô nhi viện là tối ưu gia đình đâu có bắt phải sinh con đẻ cái hay để cô ta quản lý mình lạc thiên lại thấy quá lời khi lấy vợ anh vẫn có thể chơi bời mà không còn bị cấm vận khó tin nhỉ anh lấy vợ hay họ lấy vợ mà lại không hay khả vi bập bẹ hiểu được vài câu tiếng anh giao tiếp thế sao cô không hỏi kỹ người ta rồi lấy tôi, Lạc Thiên chẳng cần gì từ cô gái này, thứ quan tâm là tờ đăng ký kết hôn chứng minh cha mẹ sẽ không thể chăm sóc mình. Này, khen tôi đẹp đi. Khả Vi nói mà hơi ngại, khoảng cách giữa hai người gần nhau quá. Việc gì phải làm thế? Thì họ dặn tôi khi ở gần mấy người bạn của anh phải để anh thể hiện tình yêu. Mặt cô thoáng ửng hồng. Khỏi, Lạc Thiên không hù theo trò trẻ con. Đẹp thì kêu đẹp, Xấu xí thì chỉ là con vịt bầu thôi, Khả Vi đành phải nhịn nhục, anh nói đúng, cô đâu có đẹp nhưng cũng chẳng đến nỗi nào. Hiểu được câu nói một điều nhịn là chính điều lành, cô để yên. Hai người vừa ra mắt bố mẹ đấy à, lạc trung để cặp đôi của mình lại gần, anh hỏi chuyện. Sao? Có việc gì? Anh sợ tôi lấy vợ trước à, siết Khả Vi chặt hơn, lạc thiên trắng rỏi, nhìn thẳng vào mắt cô chứ không thèm đoái hoài đến ai cả. Lấy vợ? cậu sẽ lấy vợ ư, đây là một tin động trời đối với con trai thứ của chủ tịch, một kẻ theo chủ nghĩa tự do lại đồng ý, game over, các cuộc chơi tại đây là sao, nhược lam câm nín, tiếc nuối cho người con trai này và chính bản thân mình. Ờ, à, chuẩn bị quà cưới cho tôi đi. Nâng cầm khả vi, lạc thiên dơ sợi dây chuyền ra trước. Anh đã đợi giây phút trao cho em sợi dây gắn kết chúng ta lại từ lâu lắm rồi em có biết không? Yêu em nhiều lắm, mặt khả vi tự nhiên đổi sắc có chút gì mếu máo nghe những lời này mà ấn quá trời không hay anh nghĩ gì nhưng cô cam đoan anh đang giỡn mình lạc thiên hoàn toàn làm chủ được hành động đưa sợi dây đặt lên chiếc cổ kiêu sa khóa móc lại là đặt hai ngón tay lên bờ môi khả vi con tim anh nóng đến điên cuồng cầu xin người con gái đó thôi đừng hướng mắt về phía mình nữa mắt chạm mắt khả vi có chút bối rối trước sự gần gũi của người khác giới đôi mắt anh sao mà sáng và cháy bỏng tới thế như một ngọn đuốc bừng lên giữa giá rét, xa lắm, cô thấy mình trong đó. Tự dưng cô lại muốn chọc tay cho anh bị mù. Anh không cần diễn nữa đâu. Cục hứng, anh không nói gì, biết hai người kia lặng lẽ bỏ đi để lại sự riêng tư cho mình. Và sau đây sẽ là một bản nhạc do quý ông Cao Lạc Thiên yêu cầu dành cho một người con gái có biệt danh ống mút. Chúng ta hãy cũng thưởng thức. Tiếng người dẫn chương trình đưa anh về thực tại, ánh đèn trở lại vẻ lung linh. Ống mút. Cô là ống mút của tôi hả? Đâu có, biệt danh gì mà kỳ vậy. Lại là cái ông tác giả bị linh tinh tụng lung đấy, ra vậy, ống mút chỉ một kỷ niệm hư cấu trong mối tình nhiều năm của họ. Sao họ cứ nhìn chầm chầm vào chúng ta thế? Vì sao ư, vì cái dáng lạch bạch của cô đấy. Nhìn chúng ta bây giờ chẳng khác gì chim cánh cụt đâu, mất một phút để ngẫm, khả vi mới hiểu vì cách di chuyển chậm chạp của mình. Khỉ thật lão nào chọn cái bài chết tiệt này cơ chứ? Bài hát đang chạy á, anh chọn chứ còn ai? Khả Vi cười tinh nghịch. Mà bài này là gì thế, nghe cứ quen quen, giống quảng cáo kẹo cao su hồi xưa sửa xưa xưa. Read of ren, Không hiểu. Cô thậm chí còn không nghe rõ anh nói gì giai điệu của mưa, anh đang bức xúc đoạn này, listen to the of the lắng nghe giai điệu của mưa tell me just what a fun về bên tiếng mưa như nói với tôi rằng tôi chỉ là một kẻ khờ khảo y wish that it go and let me cry in vainama ơi xin ngừng rơi để tôi khóc trong đau khổng let me be alone, agantoti muốn được cô đơn một mình ra tự nói mình là kẻ khờ khạo là sao? Nói luôn là ngu ngốc. Cô gái này có gì khiến tay chơi như anh phải thế? Kỳ này mà biết được ai đề nghị cái trò lãng mạn chẳng ra mà sến thì cực kỳ này thì anh sẽ cho lão biết tay. Bài hát chê bai kẻ si tình như anh chắc. Dù vậy nhưng đứng trên một khía cạnh hướng về người con gái ấy, anh chấp nhận là một gã khờ, sẵn sàng trao trọn con tim và ngậm nhắm ký ức khả vi kết giai điệu nhộn nhộn. Cô không thấy có gì là quá, điêu, cả, ở lứa tuổi này thì đây là một mơ mộng. Chúng tôi muốn gửi một món quà nho nhỏ cho cặp đôi nào có được sự ủng hộ của trò chơi sau đây. Các vị có nhìn thấy trên trần bao gồm cả một hệ thống đèn không ạ? À, giờ đèn sẽ tự động tắt và có duy nhất một chiếc vẫn bật ở một nơi nào đó, thật ngẫu nhiên để dành cho cặp tình nhân may mắn. Lại cái trò dở hơi gì nữa đây? Là thiên chắc chắn sẽ chỉ đúng chỗ mình đứng và không sai. Phục đèn rọi chiếu xuống đúng nơi hai người đứng, còn lại tất cả là bóng tối mờ ảo diệu kỳ dù rất muốn trực tiếp hỏi đi hỏi lão quản gia hay một kẻ chỉ đạo nào đó nhưng lạc thiên không thể, xung quanh cậu chỉ nhìn thấy những đôi mắt ánh lên nơi mình đứng, tất cả đổ dồn vào mình. Trời ơi, họ bắt anh hôn tôi à, Khả Vi đã dự kiến đến điều này nên đã tô một lớp son dày. Theo cách này để đánh mất nụ hôn đầu đời thì thật đáng ghi nhớ nhưng mới chỉ gặp anh chưa đầy một tiếng, sao có thể? Hai người hãy thể hiện một phút thăng hoa được chứ? cái thằng cha MC kia rõ là vô duyên. Lạc Thiên chỉ biết rủa thầm, đâu cần phải quá quát một cách hợm hỉnh, chắc sau ngày hôm nay sẽ không có thể diện mà đi vũ trường nữa, các nhân viên thừa lệnh len lỏi vào đám đông mà nhỏ to để lên cân cho danh tiếng của Khả Vi. Tình huống này tôi đã từng thấy ở đâu đó. Khả Vi rụt rè, Và rồi đôi nam nữ phải tiến hành chứ gì? Nhưng cô nhóc à, tôi là con sói già đấy. Anh cười nham hiểm còn tôi không phải con thỏ ngu ngơ hay cô bé quàng khăn đỏ đâu, nói đoạn khả vi kiển chân hết cỡ để chạm môi lên trán Lạc Thiên. Sao anh cao thế? Cúi người xuống tí ti đi, Lạc Thiên đồng tình với sáng kiến đó, anh khuyện người để cô có thể thăng hoa với nụ hôn chống chế này, nhưng khổ nổi khi cô thực hiện phép nhảy để vươn tới vòng trán khôi ngô kia dễ dàng thế nào thì khi tiếp đất, ôi thôi nguyên cả đế hài cắm thủng đôi giày bằng da Valentino anh giữ cả thân cô lại để tránh trọng lượng lớn đè lên chân mình, cố gắng không thét lên vì đau. Anh dở trò gì thế? Đắm vào bụng tên sở khanh, anh đã vô tình đặt tay lên phía trên của vòng eo, siết chặt, điều này là tối kỵ đối với một cô gái mới lớn, thế là phải thả bàn tay ra, lạc thiên nghiến răng chịu đựng, cảm giác như đôi chân đã ướm máu mất rồi. Họ vừa làm gì vậy, dư luận bắt đầu xôn xao trước sự ngượng ép của hai người. Đối với một cô gái du học ở phương Tây và cậu chủ thứ của tập đoàn này thì thực hiện một màn khóa môi đâu cần về chừng bị xỉa sói. Ôi, anh có bị sao không? Em thương anh quá. Khả Vi nhanh nhạy. Là thiên để cô đọc diễn. Em xin lỗi, nhớ ngày xưa quá anh ạ, à, hồi ấy chúng ta suốt ngày chí chóe. À, hóa ra họ yêu nhau theo cách hung dữ, xem ra Khả Vi có khả năng tùy cơ ứng biến rất tốt cô đưa tay lên trán chỉ cho lạc thiên vệt sông môi màu cam đã hằn lên nhìn anh giống tử tù lắm cô nói gì chỉ những phạm nhân mới bị đóng dấu trên trán thôi lạc thiên nhìn đôi môi nhoen nhoét của khả vi thì cũng hiểu đôi môi bóng nhảy son anh kéo khăn ra để lau cho mình xong đâu đó nắm tay khả vi và lôi ra ngoài vì ở lại sẽ chỉ thành trò lố cho thiên hạ ngồi cùng hàng với lạc thiên khả vi thi thoảng lại nhìn lên gương chiếc hậu để quan sát đôi mắt lạnh lùng tôi có thể hỏi một câu được không được chứ thì cứ hỏi đi trả lời được thì tôi nói lạc thiên vẫn đang lái xe anh cũng không keo kẹt gì mấy lời anh có thể cho tôi biết lý do vì sao lại đồng ý lấy vợ không à chả là tôi thấy chúng ta sắp là vợ chồng cũng nên chia sẻ để hiểu nhau chút ít cũng để tôi biết mà tránh làm những thứ anh không thích khả vi biết không dễ mà làm dâu người ta hơn nữa đây lại là một gia đình danh gia vọng tộc thích thì lấy. Đáp lại là một câu nói thiếu suy nghĩ chỉ như bọn trẻ 16-17 tuổi của Lạc Thiên. Anh này, sao lại nói thế? Tôi biết không phải do gia đình sắp xếp được vì tôi chẳng xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng hãy cho tôi một lý do. Khả Vi khó chịu trước sự im lặng đó, hỏi quản gia hay người trong nhà anh ta đều không được rồi, nghĩ một lúc cô quyết định kích đểu, hy vọng trong cơn tức giận anh ta sẽ tuôn ra. Lý do thì tôi có thể tự nghĩ ra, nhưng chẳng dám nói mà không chắc đã đúng. Khả Vi hướng mắt tinh nghịch nhìn. Đúng thứ cô đang nghĩ đó. Lạc thiên giả vờ ho, hẳn cô ta sẽ nghĩ mình mắc phải căn bệnh thế kỷ, sida, lậu hay gì gì đại loại thế. Vì chỉ có chúng mới hạ thấp phẩm chất của con nhà giàu được. Lạc thiên chẳng dạy mà mắc mưu. Thế à, cúi mặt xuống, khả vi thở dài cô thậm chí còn không được quyền rút lại quyền kết hôn của mình một khi đã bị vị phu nhân hỏi tên gần giống với kế hoạch đổi đời tuy nhiên tự dưng làm gì có thảm đỏ trải dài trên con đường đời được hẳn người chồng của cô phải mang một khiếm khuyết gì đó hoặc không khả vi đột nhiên lạnh người hay tập đoàn này sắp sụp đổ và muốn lấy tên mình làm thủ tục nợ nần không đúng thế thì họ lấy đâu tiền tổ chức buổi tiệc này hay là người thanh niên này phạm trọng tội giết người phải lấy vợ để yểm đi này, cô còn tư chứ? Cái gì cơ, anh vừa hỏi tôi gì à, Khả Vi chưa nghe rõ. Không cần biết người tốt đẹp hay loại chơi bời, vợ tôi chỉ cần còn nguyên là được, vợ chỉ là hình thức để che giấu những mối quan hệ của anh, và dẫu nếu có phải sống dưới một mái nhà với Khả Vi trong một năm thì có lẽ anh cũng chẳng định nhìn mặt cô quá năm lần trong các trường hợp gặp mặt gia đình. Thế thì hẳn kết cấu của anh cũng không phải hạng soàn đâu nhỉ. Khả Vi lợi hại chẳng kém đi xuống sao khả vi không nghĩ anh lại trẻ con khi thả mình ở một nơi nào đó tới nhà tôi rồi ra khỏi xe lạc thiên đi trước không thèm đợi anh chẳng biết mang cô về đâu nên chở tới nhà để mặc rồi người làm cũng sẽ ra tiếp đón mà thôi ở góc nhìn chính diện thì cô ta sắp lên đời không ngờ lại có một ngôi nhà hùng vĩ tới thế khả vi ước tính nó phải bằng một phần năm mặt bằng khách sạn mà hôm nay cô có mặt người làm đưa cô vào phòng tiếp khách rộng lớn lạc thiên đang ngồi ở đó anh ngủ ngồi khả vân cũng chỉ biết tìm một chiếc ghế và đợi chẳng biết đợi ai khi chủ tịch và phu nhân về thì lập tức lạc thiên đứng dậy khả vi cúi chào chúng ta đi lên lâu phu nhân dời cuộc nói chuyện sang một nhà lớn khác để giữ bí mật phòng sách là nơi phù hợp không khí có chút gò bó và cẩn trọng tại sao con lại phải lấy vợ thiên à con cứ nghe theo mẹ cuộc hôn nhân này hoàn toàn có lợi với con bà không nói thêm lý do con đây không tò mò nhưng cô gái này thì có à không ạ à, cháu không hỏi gì đâu khả vi biết mình không được đặt câu hỏi và cô sợ bà thế là được rồi hôm nay khả vi ở tạm nhà ta cũng được rồi quản gia sẽ chỉ cho cô từng phòng trong nhà và cả con nữa cả hai phải học thuộc một vài điều đúng rồi việc con thắc mắc là tại sao lại phải diễn kịch làm gì cứ làm đám cưới luôn cho nhanh. Anh muốn dọn ra càng sớm càng tốt, quả thực việc lập gia thế giữ một vai trò cốt lỗi đánh dấu sự trưởng thành của một người đàn ông, nhưng với Lạc Thiên thì trái lại. Anh cần một người vợ như một bà cô quản gia dễ tính, chuyên bao che những hành vi ham vui của chồng, do đó lựa một cô gái hiền như bục là sự lựa chọn sáng suốt. Không được, gia đình chúng ta không thể tùy tiện cưới gả được thế mẹ cho sự việc diễn ra tối nay là hay ho à lão nào đem cái trò vớ vẩn bắt con phải diễn thế về điểm này thì cả lạc thiên và khẩy đều không tán đồng à mẹ đã thuê tiểu thuyết gia tuổi mới lớn viết cho vì nghĩ nó sẽ lãng mạn với hai đứa thế nào hay chứ mẹ thấy sáng tạo lắm trời ạ à, con trai mẹ quá tuổi chip chip rồi dẹp ngay đi lạc thiên gắt lên con không phải diễn viên gì hết cưới thì cưới ngay cho rồi. Lễ đính hôn và hôn lễ sẽ được gặp chung và tổ chức vào ngày 26 này, Lạc Thiên sửng sốt không ngờ cha mình cũng đứng ra can thiệp vào. Giả dụ như cô dâu là một thiên kim thì ông Cao và phu nhân dàn xếp là đương nhiên, đây chỉ là một con nhóc không rõ nguồn gốc. Tức là thứ ba tuần sau ư, giọng anh phản phất chút hối hận, có nên hay không? Chính xác, từ hôm nay tới cuối tuần hai đứa sẽ cùng ta đến thăm các bậc khách khứa thân quen của nhà họ Cao chúng ta. Khả Vi à, dù sao cũng sắp làm dâu của nhà này rồi nên cháu hãy tự nhiên, cũng phải đổi cách xưng hô đi. Bác, à cha trông cậy vào con nhiều lắm. Ông Cao đặt đôi bàn tay của Khả Vi vào lòng bàn tay mình dặn dò. Cũng không vất vả đâu Vi, là Thiên là con trai thứ nên con cũng không phải lo việc gia thất. Cuộc hôn nhân này sẽ duy trì trong 11 tháng nên chúng ta mong sẽ hợp tác tốt với con. Lời vị phu nhân có sự tính toán, chưa kết hôn đã tính tới ngày ly hôn, rõ ràng cuộc hôn nhân này có điều bất ổn. Khả Vi nghĩ thầm, dường như họ sợ cô sơ muối tài sản không bằng. Dạ vâng ạ, à, Khả Vi cúi đầu lễ phép, cảm giác như một mình lạc lõng giữa nơi đất khách quê người. Quản gia. Muộn rồi, ông dẫn Khả Vi đi nghỉ, mai có nhiều việc cần làm. Nói rồi ông bà cao về phòng, Lạc Thiên lửng thững lên tầng, còn lại Khả Vi dè dặt bám đuôi ông quản gia ông ta chỉ cho cô một căn phòng được dùng làm nơi dừng chân cho khách quý trong nhà, đưa cho cô một vài thứ để học thuộc. Mãi 15 phút sau mới có tiếng đóng cửa, cuối cùng vị quản gia mới an tâm để Khả Vi lại. Đúng là người già cẩn thận và kỹ tính, Khả Vi thở dài thược, cầm trong tay một lốc giấy tờ liên quan đến chữ cao, nào là xuất xứ gia đình, gia thế gia tiên. Thôi ngủ cái đã mai tính sau. Một ngày dài dằng đẳng khép lại trên chiếc giường công chúa, Khả Vi chìm vào giấc ngủ. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa bên ngoài vọng lại. Khả Vi vẫn đang say sương ngắm nghía dung nhan và các thứ đồ đắt tiền trang trí trong phòng. Quả thực là nhà có thế, bất kỳ thứ gì kể từ tấm lót giày, đồng hồ treo tường đến những họa tiết văn phong tỉ mỉ, tất cả đều toát lên vẻ kiêu sa giàu có, Khả Vi ngồi cười một mình, tự khen mình có phước lớn. Tiểu thư xuống ăn cơm mọi người đều đã đợi ở dưới nhà thấy vậy cô cũng vội vàng mở cửa vừa nhìn thấy cô lão quản gia không hài lòng với cách chào hỏi thông thường đó cô đổi ngay lại từ tốn mỉm cười phải nhớ là mình danh giá mình có học nhã nhặn điềm tĩnh và thanh cao úi giời ơi lằng nhằng trách việc quá bụng cô đang réo ầm ý đây tiểu thư đã hoàn thành cuốn sách hôm qua tôi đưa chưa sớm muộn cũng là cô chủ rồi nên quản gia tôn cung kính ông cũng không hài lòng về cô gái này cho lắm nhưng có vẻ cô ta biết điều và cũng biết vâng lời dạ hoàn thành gì cơ à à bác cho cháu xin lỗi tại cháu mệt quá nên ngủ quên chưa kịp đọc ạ à. khả vi mới nhớ ra cô đã dậy từ sớm nghĩ không có việc gì làm mà nhốt mình trong phòng lôi phấn xong tô tô vẻ vẻ lên mặt quên thấy việc học thuộc gia môn nhà họ cao ây da thôi được rồi cũng may ở dưới toàn người nhà tôi sẽ chỉ cho cô nhưng nhớ lúc nào rảnh phải đọc nghiền ngẫm các quy tắc trong nhà này đấy bước xuống cầu thang khả vi hơi run run một chút cảm giác chính là đi ra mắt gia đình nhà chồng cô chậm rãi bước vi vi đêm qua con ngủ ngon chứ dạ bác ngủ cũng ngon ạ à. theo lời dặn thì cha mẹ chồng sẽ gọi cô như con cái trong nhà còn cô khi chưa nhập môn thì cần giữ lễ ông cao cười hiền bảo lạc thiên đẩy ghế cho con dâu vi vi à chính là chị dâu tương lai của em đây mà. Lạc Nhã tươi cười niềm nở. Không ngờ anh Thiên lại muốn lấy vợ sớm quá xá, Lạc Thiên lường cho em gái mình một cái, bỏ ngoài tai mấy lời giao tiếp, nhìn cô vợ tương lại không chút thiện cảm khả vi lúc này mới đến xuể 12 thành viên tạm thời trong gia đình này. Nói tạm thời bởi vì đây chưa hẳn là bữa cơm gia đình đón cháu dâu nên các cụ bô lão không tới, chỉ có con cháu trong nhà thì cố gắng bố trí thời gian để góp mặt. Triệu tiểu thư, để tôi giới thiệu các thành viên cho cô lão quản gia bắt đầu đây là cậu lạc trung con trai trưởng của nhà họ cao cậu ấy đang giữ vị trí phó tổng công ty trường tồn chào anh ạ à, đây là cô lạc nhã tam tiểu thư cô ấy hiện đang giữ chức giám đốc khu vực phía bắc chào chị ạ à, ấy không dám cứ gọi mình là lạc nhã là được rồi dù sao vi vi cũng sắp làm chị dâu khả vi có chút ái ngại trong lối giao tiếp bởi lạc nhã hơn tuổi mình tiếp đến là cậu lạc tâm lạc dĩnh lạc ngôn lạc nhi lạc mỹ lạc kiệt thôi đến đây thì khả vi không còn nhớ nổi ai với ai nữa cả nhà mà toàn lạc với chẳng khoai chống hết cả đầu cô cứ vân vân dạ dạ cho qua lệ lão quản gia thao thao bất tuyệt người quan trọng nhất thì không thấy nói đến giờ này cô cũng vẫn chưa biết chồng mình làm cái gì ở công ty có khi lại kiểu như cậu hai chơi bời vô công dồi nghề chìa tay xin tiền mẹ mỗi sáng có vẻ như thế lắm được rồi quản gia tôn cứ để em ấy tiếp xúc với chúng tôi nhiều sẽ quen chứ ông cứ nói vậy thì chẳng có ai nhớ nổi đâu em dâu dùng bữa đi lạc trung nhìn vào sự tập trung nơi đồ ăn trong ánh mắt của khả vi hơn là giọng tai nghe anh lịch sự gấp cho em dâu tương lai một miếng ngon chị hai chị và anh hai quen nhau trong hoàn cảnh nào thế ạ à, chúng em tò mò lắm lạc kiệt và lạc mỹ kháo ầm lên thật là bất ngờ khi anh trai lại chọn khẩu vị hương đồng gió nội thế này mấy đứa trẻ này đừng có nhiều chuyện vi vi vừa mới về còn chưa quen khí hậu các con hỏi ít thôi cao phu nhân sợ rằng sẽ để lộ điều gì đó nên dẹp ngay những câu hỏi về sự gặp mặt trước đó của đôi vợ chồng sắp cưới bà lãng sang chuyện khác bác à để cho chúng con hỏi hang hai người một tẹo thôi ạ. À, anh hai tình trường như thế mà lọt lưới chị Vi thì quả là một câu chuyện đáng để kể, con còn cứ tưởng anh ấy và chị Nhược Lam sẽ thành một đôi cơ. Biết rằng ông bà Cao chỉ khó tính với người ngoài còn trong nhà rất dễ tính nên Lạc Kiệt truy hỏi Lạc Thiên đến cùng, kể cả bây giờ chưa hỏi ngay được thì cậu trai này sẽ còn đi theo mà dò mãi. Lạc Thiên dường như dị ứng tới hai từ Nhược Lam, anh không thích nhắc tới cái tên đó bởi nó quá đổi quen thuộc rồi nó xăm đậm bưng đầy trong con tim tới nghẹt thở. Yêu là lấy, thế thôi. Một câu trả lời dối từ trong ra ngoài, nhưng anh biết nói gì hơn chứ? Chẳng lẽ lại nói rằng cô ấy bỏ anh vì một người con trai hèn mọn thì anh bắt chước tìm một cô gái chẳng ra sao để gắn kết, có một thực tế mà ông Cao là người tường tận rõ nhất. Xét về vai vế nhà họ Trịnh và họ Cao, Nhược Lam với Lạc Thiên là đôi thanh mai trúc mã, vừa vai phải lứa. Ông và phu nhân đều coi cô ấy như con cái trong nhà, nhưng có lẽ vì sự quá thân thiết ấy đã ngăn cản ông không thể nhận một người con dâu như thế, và nghiễm nhiên ông thà chấp nhận một cô con dâu như Khả Vi còn hơn, một phần để chia cắt tình cảm của đôi tình nhân trẻ. Chị Vi, chị kể cho chúng em mở mang tầm mắt đi ạ, à, lạc Mỹ nhõng nhẽo. Mỹ Mỹ, con ngồi im đi nào. Ông Cao nhếch mắt. À, thực ra là có chút thú vị. Khả Vi vốn thẳng thắn, ai hỏi gì thì nói lấy, dù sao cô cũng được ôn lại kế hoạch B đến nỗi khắc cốt ghi tâm rồi, bắt đầu. Anh ấy gặp chị trong một buổi party của một người bạn tên Anthony, biết rằng tên chồng đang vắt óc tìm xem mình có người bạn nào tên như thế không, khả vi lén huýt nhẹ vào người ngồi cạnh là anh. Chắc chắn Anthony chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Anh Anthony là người Pháp gốc Ý, anh ta học khóa 47, Đại học Columbia, có sở thích đánh tennis, những buổi chiều anh ta thường chạy bộ bên dòng sông. Nàng ơi, bỏ qua cái sơ yếu lý lịch của người ta đi. Lạc Thiên không nói nên lời nhưng thầm nhắn nhủ qua đôi mắt. Từ nàng không phải lấy từ cách xưng hô chàng và nàng thân mật mà là nàng hai lúa, một cách châm biếm. À, Khả Vi hiểu ý. Hôm ấy chị mới chân ướt chân ráo tới New York, đáng lẽ phải vào phòng lễ một thì lại đi nhầm tới phòng đối diện đang hồi hè. Thế đấy, quả thực rất tình cờ. Khả Vi cũng giỏi khu chân múa tay, cô nhập tâm vào câu chuyện như chính mình đã từng trải. Trong khi những cô gái với nhiều màu da khác nhau vẫn các món đồ lụa là váy vóc, mà chỉ cứ áo sơ mi quần kaki đóng hộp, chưa kịp hiểu ra vấn đề thì một người phục vụ vô tình làm đổ rượu vang lên người, anh Lạc. Thôi chết rồi, quả thực Khả Vi đang quên mất tên chồng mình là gì. Bộ nhớ đệm trong não không tài nào nghĩ ra, chỉ tại lão quản gia nói nhiều lạc quá mà giờ ngay cả một chữ cũng không nặng nổi ra miệng trí nhớ cô vốn không tốt hơn nữa mọi người đổ dồn mắt nghe cô nói khiến tâm trạng không tránh khỏi sự lúng túng bên cạnh đó thức ăn ngon cũng là một tác nhân khiến đầu óc mụ mị may mà cô còn phân biệt được con trai cả và con trai thứ nhà họ cao à một người là lạc trung một người là lạc thiên nhớ rồi nhưng ai là Lạc Trung và ai là Lạc Thiên thì tự dưng quên bén. Ngộ nhỡ nói nhầm thì. Ha ha. Có phải sau đó Lạc Thiên lịch thiệp đưa áo khoác và dìu em vào nhà trong phải không? Thảo nào, bữa tiệc tối qua là em chủ định bảo anh kéo em đi. Ha ha, anh lúc đấy cũng không hiểu vì sao em lại nói là Này anh, cởi áo cho tôi mượn, rồi còn đưa tôi đi nữa. Thì ra là hai đứa muốn ôn lại chuyện xưa, Lạc Trung giờ mới hiểu. Anh cười trước sự ngại ngùng không thể tả của Khả Vi, má cô đỏ hồng lên. Gượng chết đi được, đã thấy anh chàng thiếu gia này còn ông bụng cười làm cô cũng vờ hồ theo. Ha ha, hài quá. Em thích gây bất ngờ cho người khác ấy mà. Ha ha, Khả Vi cười được hai tiếng thì lập tức bắt gặp ánh mắt trừng trừng của vị quản gia và phu nhân. Cô lại im phăng phát. Là thiên tỏ ra khó chịu, anh giả vờ e hèm một tiếng nhận xét ban đầu của anh về cô quả không sai con gái con đứa mà vô duyên có gì đâu em cứ cười thoải mái nhà mình toàn những người vui tính cứ như con bé nhược lam ấy đến nhà chơi mà cứ chọc cả nhà cười hoài em chỉ ở nhà này mấy hôm là sẽ cười tưng bừng ấy mà thôi đi ai chẳng biết anh quý nhược lam đừng có nhắc đến tên cô ta nữa vợ tôi cô ấy không thích cái tên đó là thiên nói gằn giọng ngay sau đó anh gấp cho khả vi một cái đùi gà mập bự ăn đi em đấy cứ thế này thì khả vi đã cho một chân vào nhà họ cao rồi sau khi bữa ăn kết thúc thì mỗi người một việc ông cao cùng ba người con và các cháu tới công ty lạc kiệt và lạc mỹ còn là sinh viên nên đi học khả vi ở lại nghe giáo huấn lạc thiên chân đi khập khiển có người quan tâm hỏi thăm nhưng anh nhất quyết không nói lý do khả vi chẳng rõ có phải do mình không nhưng bộ mặt tỉnh bơ của cô làm anh ngán ngẩm hay, ta đã dặn cô bao nhiêu lần rồi, tuyệt đối không được nói quá nhiều, cười quá to và vào hùa theo người khác. Cô vừa có để ý không, Lạc Trung được phép cười lớn bởi nó là đàn ông con trai, nó là sếp lớn, tiếng cười đồng thời thể hiện phong thái giàu sang, còn cô, cô là thuộc nữ thì chỉ nếp sau vạt chồng thôi. Tôi chỉ dám mong cô không làm Lạc Thiên mất mặt. Ở cô nhi viện chẳng có nề nếp gia giáo gì hết, thế nên vào cái nhà này cô phải tự biết ý biết tứ để che lấp cái thân phận của mình đi cao phu nhân cao giọng bà không hề coi khả vi là con dâu vâng ạ à, cháu sẽ cẩn thận hơn bây giờ thì tiếp tục bài học của mình đi khả vi bắt đầu chạy xô từ 8. 10. h học tiếng anh cháu phải bồi tiếng anh ạ à, hello how are you khả vi phải nhồi cả một cuốn tiếng anh giao tiếp trong thời gian ngắn họ yêu cầu khi xã giao cô phải chèn một vài từ vựng thông dụng kèm tiếng mẹ đẻ để, để cho người ta biết Triệu Khả Vi đã từng là một du học sinh, cũng chỉ tại tên chồng chết tiệt, nếu đóng theo kế hoạch a à, thì đâu phải lằng nhằng thế cơ chứ, từ 10. 12h giờ của nữ công gia chánh bắt đầu là các món ăn truyền thống, sau đó phải học thêm các món ăn của thế giới. Người ý người ta thích ăn mì, phải biết xào mì, người Nhật chuộng sushi, thế thì còn chờ gì nữa, học thôi. Người Hàn không được quên món canh trong biển. Riêng thời gian này Khả Vi phải tốn rất nhiều thời gian từ ngày này qua ngày khác, thế mà khả vi cứ tưởng phương Tây họ ăn đơn giản, ốc hai lát bánh mì, phết ít bơ là được, ai ngờ đâu, từ 14. 16 h ôn tập mấy hôm trước đã học gì thì hôm nay đem ra ôn lại, cách pha trà đạo, cách trót trà, cách thưởng thức. Không có thú vui chăm hoa thì nghệ thuật bon sai đâu, phải biết. Tango, dance sport điệu Latin cứ thế mà phô diễn, trước đây khi ăn một viên ô oh mai, cô thường bốc và nhét vào miệng dễ dàng, thế mà giờ phải cầm viên kẹo sao cho những ngón tay thật điệu ngón út phải duỗi thẳng nhẹ nhàng mở cầm và đặt vào giữa lưỡi tận hưởng hương vị một cách từ từ trước đây hay hái trộn mấy bông hồng để cắm trong phòng thì giờ phải lướt những ngón tay mảnh khảnh qua từng cánh hồng đặt chiếc mũi cảm nhận hương thơm dùi dịu của tinh hoa lạc thiên kết thúc công việc sớm hơn dự tính tâm trạng cũng chẳng vui vẻ gì từ sáng tới giờ những cô nhân viên luôn nhìn anh với ánh mắt nuối tiếc dường như thông tin anh sắp kết hôn đã lên sàn khu mép của các bà các chị buôn chuyện từ công ty mẹ lan tới công ty con điều này khiến anh không hề thích lấy vợ thì sao chứ lấy vợ mà như ở tù và bị bọn đàn ông chưa vợ nhìn với ánh mắt coi thường thì còn gì là cậu hai nhà họ cao này nữa đã có vài cuộc gọi từ mấy công tử chơi bời trong hội sát gái nhưng lạc thiên đành khất sang tuần tuần này anh phải lo việc hậu thế biết ngay mà chiều nay phải ở nhà với cha mẹ và cô vợ quê mùa thôi thì cố gắng mấy bữa để ăn chơi dài dài. Thiên à, bác thấy trán cháu có chữ hỷ đấy. Đi đâu mà vội vàng thế? Ha ha, hôm nay gia đình bác có vẻ làm phiền cháu rồi. Các bác đang định đến nhà cháu chơi đây. Vâng. Là Thiên không nói gì, trong lòng mang nhiều mối rối không tài nào gỡ bỏ. Đáng lẽ có một ngày anh được gọi hai người lớn tuổi này là cha, là mẹ. Anh Thiên, anh chưa trực tiếp giới thiệu chị dâu cho em đâu đấy. Nhược Lam không thể nói to hơn, trong lòng anh nghĩ gì cô đều thấu, tình yêu này đâu phải chỉ của riêng mình anh. À ừ, Lạc Thiên không hề liếc nhìn cô lấy một lần. Chỉ cần nhìn thôi trái tim anh sẽ kêu gào dữ dội, rồi sẽ rỉ máu đau đớn, nên tốt nhất hãy coi cô là phù du. Chân anh bị... À không có gì, bị một vật thể là cắm lũng ấy mà. Anh chẳng buồn giải thích càng không muốn nói là cô vợ mình gây ra. Thêm cả lạc trung là năm người tan sở lên xe về nhà họ cao. Úi ông trời ơi! Cứu con với! Kẹp chân phanh đã! Không được! Em không làm chủ được vô lăng. Tôi bảo cô phanh chứ đâu phải rồ ga. Con xe điên kia ai đang lái vậy? là trung cùng Nhược Lam vừa đổ xe vào gara đã chứng kiến toàn bộ màn xiết của chiếc xe được coi là nồi đồng cối đá hết quẹt vào tường rồi lại chà đạp lên vườn có kỳ công chăm sóc, tiếng máy nổ nhộn nhịp hay in ỏi cả một góc vườn. Chẳng khác vó ngựa quân nguyên, bánh xe đi tới đâu hoa tàn như ngã rạ. Hàng cây dừa cảnh trồng dọc hai bên lối đi thì đến ba bốn cây bị xe tông đổ rạp, gia nhân người làm đều có giò ẩn nấu tìm cho mình chốn an thân, chiếc xe con của Lạc Thiên vào cổng cách xe trước 50m thì chút họa vào thân một bóng xám bạc quẹo đột ngột và đi ngược chiều với tốc độ cao. Anh vội vàng táp ngay sang phải để tránh cơn thịnh nộ không rõ nguyên nhân của chiếc xe hiệu Toyota kia. Tưởng thế là an toàn, ai dè chiếc xe ấy lại muốn chạm mui xe này. Cô trẻ phải mau, không thì đâm vào chiếc xe trước mắt đấy. Nhưng em không rẽ được, càng quàng nó càng lao trái, hai người ngồi trong chiếc xe xám bạc tranh luận nhiều nhiều, đến nỗi mà người trung niên kia bất lực phải dặn lấy bánh lái xe của Lạc Thiên chỉ cách chừng 5M, anh đã cố đi chậm và yêu cầu hai bậc phụ huynh nhà họ trịnh thắt dây an toàn cẩn thận. Giờ muốn quay đầu xe lại cũng khó, cần thời gian và diện tích, anh nắm chặt vô lăng có chút lo lắng. Bờ rừng Động cơ xe Toyota vẫn tiếp tục chạy, duy chỉ vị trí đã yên ổn. Sau khi lộn hai vòng và nhờ chiếc bánh xe bị nổ lốc kịp thời hai người trong xe mới hoàn hồn. Thở dốc. Chịu thôi, 15 năm vào nghề tôi chưa từng gặp phải người nào như cô đây. Bước xuống xe, thầy giáo dạy lái xe lắc đầu, chỉnh đốn lại quần áo, thức ăn trong người tuy đã cư ngụ chừng 3 tiếng mà quấy rối cả khoan tiêu hóa. Em thành thật xin lỗi thầy. Khả vi cuối nhầm, không nhờ người thầy ngồi cạnh này thì có khi cô đã hút vào cả hàng rào sắt hoặc chiếc xe đối diện rồi. Thôi thôi. Tôi không thể tiếp tục vật lộn nữa. Chắc tôi già rồi rõ mới ngoài 40 mà thầy viên đã khuất phục trước sự cứng đầu của khả vi. Nửa tiếng vừa qua đúng là một đoạn đường dẫn tới địa ngục, toàn bộ hai bên vỏ xe bị sức hết, mui thì bị lật, chẳng còn thấy biển số và thương hiệu xe. Có chuyện gì vậy, bởi vì có Nhược Lam đứng ở phía xa nên Lạc Thiên mới tỏ vẻ gần gũi bất đắc dĩ với thứ quê mùa biết nói kia. Anh dìu hai bậc tiền bối xuống rồi đi tới dò xét. Nhìn Khả Vi từ trên xuống dưới, tóc tai rối bời, mồ hôi nhễ nhại à à, mong các bác thông cảm, cô Triệu mấy lâu nay quen lái xe bên trái nên về nước chúng tôi muốn để cô ấy quen dần các tập tục giao thông nước nhà. Lão quản gia đi tới trình bày với cậu chủ cũng là với đối tác làm ăn gia đình họ trịnh, trên thực tế khả vi cần phải học lái xe bởi một công dân du học nước ngoài có điều kiện khá giả không lẽ gì lại không thể đi ô tô. Trước khi bắt đầu thực hành lái xe, thầy viên đã dạy cặn kẻ các thao tác xử lý tình huống thường gặp, thầy tự tin có thể đào tạo được cô gái này nhưng có vẻ cô hơi bị tối dạ và ương bướng vậy à phu nhân nhà họ trịnh thở mệt bác cứ tưởng cháu du học ở hoa kỳ cùng lạc thiên không không tiểu thư triệu phần lớn sống ở london nên bằng lái xe cũng do chính quyền sở tại cấp thói quen lái bên trái vẫn chưa sửa được vẫn là lão quản gia đứng ra tiếp lời thầy viên lờ đi còn khả vi cũng chẳng hiểu mấy người họ nói gì trong kế hoạch cô là du học sinh bên mỹ cơ mà nhỉ xem ra tầm nhìn của cô vẫn còn hạn hẹp và ít ngồi đáy giếng lắm. Chật. Lạc Thiên cũng chỉ biết lắc đầu, biết thế này anh đã đích thân đi chọn vợ, khả vi phóng tầm nhìn ra xa, ôi thôi, tan hoang cả một bãi cỏ xanh mượt. Cô vừa mới ở nhà họ cao chưa hết một ngày mà đã làm vỡ một cái bình trà cổ, mẹ cái lục bình lớn bày ở phòng hưởng nguyệt, và tiêu điều khu vườn. Kiểu này chắc chắn sẽ bị phạt nặng rồi, một khi những vị khách quý này về. Này, nếu là một cô gái nào khác Lạc Thiên sẽ phóng thoáng mà vuốt lại mái tóc mềm cho, tuy nhiên cô vợ này thì không đáng để động tay. Anh nói thế để cô ta tự biết mà chỉnh trang sắc đẹp. Hà! Khả Vi trố mắt, lòng cô đang sợ muốn chết đây, lão quản gia vừa dùng ánh mắt sắc lẹm để hành hình. Hai! Thở dài, anh phải đích thân đặt úp bàn tay lên mái đầu cô, cánh tay khỏe mạnh không thương hoa tiết ngọc cọc vào hộp sọ, vuốt xuống theo làn tóc nhìn tóc cô như con điên ấy nói rất nhỏ anh áp mặt lại gần cô chỉ bởi nhược lam đang tiến lại gần thầy viên chuyện này là sao lạc trung bước tới anh học lái xe từ người thầy này ngay cả lạc thiên hay nhược lam cũng đều do thầy đào tạo cả do vừa rồi đứng ở xa chưa nghe rõ lý do tạm ứng của quản gia chẳng ai ngờ thầy lại bị hóc xương ở cô học trò kia có lẽ do hôm nay tôi bị mệt nên không tập trung giảng dạy xin lỗi cô triệu thầy viên cũng chỉ vì giữ sĩ diện cho họ cao, đặc biệt là lạc thiên mới phải hạ mình, cam đoan rằng cái cô khả vi này học cả đời cũng không biết lái xe. Ý, cây dừa thứ tư từ ngoài vào bị đổ mất rồi. Nhược Lam trầm ngâm. Nhớ lại một thuở, khi ấy Lạc Thiên 11 còn cô tròn 10 tuổi, cả hai nàng nặc đòi người thợ trồng cây cho phép tự tay vuông trồng nó, rồi thì bao kỷ niệm êm đẹp đều có sự chứng giám của cái cây này. Ngày ấy chơi trò vợ chồng, lạc thiên đã hứa khi nào dừa có quả sẽ đích thân trèo lên hái để làm vật hẹn ước lớn lên chờ mãi dừa đâu ra quả mới biết đây chỉ là dừa cảnh cũng như tình yêu của hai người chỉ có thể thầm yêu thầm nhớ chứ chẳng thể kết trái sớm muộn thì mấy cái cây dừa này cũng già mà chết thôi còn cả đám hoa xung quanh nữa quản gia à nhân tiện ông gọi người thiết kế lại toàn bộ khuôn viên này chứ đừng trách khả vi cô ấy vợ chưa cưới của tôi thích trồng cây lá vàng nhập từ xứ hàng tôi cũng định cho người nhổ mấy cái kỳ cục kia thì thật hay khả vi đã giúp tôi. Mỗi câu nói lạc thiên đều phải nuốt nước trong miệng, cố tỏ ra lạnh lùng, cánh tay anh đẩy khả vi lại gần, ngự bàn tay lên vòng eo cô, có được câu nói này của chồng thì khả vi mừng quýnh, khà khà thế này thì còn lâu mới bị mắng. Trái lại con tim của Nhược Lam và Lạc Thiên đã bị đẩy cách xa nhau vạn dặm. Thứ kỳ cục chẳng phải đang nói đến những đóa hoa đổ quyên mà anh thích, Nhược Lam vẫn hay qua chăm sóc, tất cả đều trở thành quá khứ mất rồi anh vô tình hay vì anh hữu ý còn nữa vi vi à em không biết lái xe sao không bảo anh không phải phiền hà tới thầy viên không phải em không biết lái mà vì em chưa lái quen khả vi cười trừ khẩu ngữ của nhà họ triệu là không có gì không biết chẳng qua không nhớ thôi điều này được giáo huấn với người soạn ra là lão quản gia đương nhiên chẳng ai muốn rước một cô gái kém đẳng cấp vào nhà cả. Ờ, cha cha. Hai đứa trẻ các cháu chưa kết hôn mà cứ cuốn lấy nhau thế này, hẳn sẽ hạnh phúc lắm. Chắc ông bà Cao mong cháu bế lắm đây. Ông Trịnh cười hiền, quả thực trong nếp nghĩ ông vẫn luôn cho rằng con gái mình với chàng thanh niên này mới là một cặp trời sinh, tuy nhiên không hiểu sao mấy tháng trở lại đây tình cảm hai đứa rạn nứt, vì phu nhân của ông cũng không tán thành. Ban đầu ông còn ngỡ hay là vung cho Lạc Trung và Nhược Lam, tuy nhiên có gì đó mà phu nhân ông tỏ vẻ phản đối kịch liệt. Dạ. Thế hai bác và em đây vào nhà cháu uống chén trà, chắc bố mẹ cháu ở lầu trên đó. Cháu muốn dành thời gian cho Khả Vi, cô ấy cần học lái. Lễ phép với bề trên, Lạc Thiên cúi đầu chào để mặt Lạc Trung tiếp tục tiếp khách. Anh kéo Khả Vi về bên chiếc xe của mình, mở cửa để cô ngồi ghế chính, anh chỉ ngồi bên cạnh, mấy người họ rồi cũng bước vào, anh lặng nhìn theo. Cầu Thiên, Tôi nghĩ nếu muốn dạy tiểu thư triệu học lái thì cậu nên dùng chiếc xe khác. Tôi e rằng sẽ làm hư mất chiếc xe này. Thầy Viên chân tình khuyên nhủ. Không sao, thầy cứ để tôi dạy cô ta. Thầy cũng vào dùng trà đi. Bây giờ chỉ còn Khả Vi và anh trong xe, cô thấy không khí có chút ngột ngạt. Nghe người ta nói cậu hai này khó tính lắm. Sao? Lái xe đi. Là Thiên ra lệnh không bởi đã dựng ra cái việc dạy cô ả thì còn lâu mới phải ngồi tiêu khiển giết thời gian dạ vâng ạ à, chồng tương lai nói thì phải nghe thôi khả vi nhìn trân trối anh ta một hồi để khi lạc thiên trừng mắt mới vội vàng tra khóa khởi động máy cô định đi đâu đấy khoanh tay ra dáng phú hộ lạc thiên chủ quan không thắt dây bảo hiểm nãy giờ để ý thấy bạn lái chỉ đi thẳng dường như định đi vào ga ra thì em đang định đánh lái ra ngoài phải kiếm chỗ nào thoáng mới vòng xe được chứ Khả Vi đang rất tập trung. Chiếc xe của cậu hai này có vẻ đắt đỏ, lái khó hơn cái xe cũ. Ê ê, cô định tông vào xe của Lạc Trung đấy hả? Rõ ràng trong đầu Khả Vi nhủ phải vòng vô lăng một đường bán nguyệt mà đôi tay nắm chặt quá không thể như ý. Này này, cô định đâm vào cái xe đằng sau à, tôi bảo cô chọn đoạn gần cửa gara để quàng mà cô chui tọt vào trong làm gì. Em cũng muốn thế lắm nhưng có được đâu. Lỡ đà nên xe phóng vào trong hầm cô thanh minh cho lùi đi nhưng em không biết mặt cô ngắn tủng lại nghe cái giọng gia trưởng của tên chồng mà ức chế nhưng gắn mà nhịn nhục cô là đầu bò à vừa rồi thầy viên không dạy cô mấy cái căn bản này sao thôi đi anh khoanh tay mà nói thì ai chẳng làm được mau mau giúp em lùi đi cô kia cô định phá tan xe của tôi ra đấy hả cô mù hay mắt tớn lên trời mà không thấy cái xe trước mắt Binh. không kịp trở tay khi lạc thiên đỡ lấy vô lăng thì khả vi đã mạng phép tông vào con xe thể thao màu xanh lam cô bị đần hay ngu quá đáng vậy không biết thắng phanh à lạc thiên dứt khoát lấy chân trái bước qua để vào bàn đạp thế chỗ đẩy mạnh chân khả vi ra như thế con xe đã dừng lại sau khi gây tội với xe khác á à, mắt cá chân bị đập mạnh vào thành khả vi suýt xoa con nhỏ này cô xem cô làm gì với chiếc xe của tôi rồi bằng chứng rành rành không thể chối cãi con xe giống thể thao phía trước cũng là của lạc thiên đuôi xe bị méo xẹo còn đầu xe này bị dập một phần ngu xuẩn cái gì anh bảo ai ngu cơ tôi ngu á tôi đến lúc này thì chẳng cần phải tỏ ra ngoan ngoãn mà anh anh em em gì hết khả vi theo lạc thiên bước ra ngoài khám xét hiện trường thật là vô lý khi nói người ta ngu dốt chí ít cũng nên nói giảm nói tránh tuy nhiên nếu là anh ta khả vi có khi đã làm ầm lên nhìn thấy hai con siêu xe mà cô sợ xanh mặt cô đã làm mất mỹ quan của chúng nếu phải đền thì chết tiền tôi đi chậm làm sao mà lại làm hai cái xe hôn nhau được tại tại anh đấy chứ tự dưng anh thò chân sang làm tôi có phải cô rồ ga đúng không nhìn cô bằng ánh mắt hồ nghi lạc thiên biết ngay là thế ờ thì thực ra cái chân phanh và chân ga nó. Làm tôi hơi khó nghĩ. Nên phản ứng không kịp. Đây cũng là cái khiến thầy giáo trách cô ngớ ngẩn. À, đau chân quá, chết rồi hình như bị trật khớp rồi, hức hức, đau quá. Thôi được rồi, tôi không tra cứu. Mặt lạc thiên có chút ấy nấy, hình như vừa nãy anh đã hơi mạnh chân. Cô ta cũng là phái yếu nên nhượng bộ đôi chút thì hơn dân gian có khuyên đối với những cô gái đẹp thì hãy tìm mọi cách để lại ấn tượng còn loại gái quê như con bé này thì bao dung là tốt nhất để cô ta gây sự thì chỉ rắc rối thêm đúng hơn là lạc thiên khinh không thèm tiếp chuyện khả vi đã chứng minh thành công rằng chỉ cần giả vờ đau là bọn đàn ông con trai sẽ phải e dè hết nhưng khoan đã tôi bảo cái này có việc gì anh cứ sai bảo cô vừa nói cái gì thế nhỉ nói vậy cứ như cô chỉ là a hoàng của anh ta thôi vậy ít ra cô cũng ngang hàng ấy chứ, anh biểu tôi coi. Tay chống hông, trong anh ta hách dịch thế nào thì cô lại tỏ ra chanh chua tột độ. Vên mặt, hất cầm. Tôi nói trước cuộc hôn nhân này sẽ không đi tới đâu hết, vì thế nên cô không được phép can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi. Trước mặt gia đình chúng ta có thể phải đóng kịch, trừ bố và mẹ tôi ra, còn khi ở ngoài thì tôi không quen biết cô. Hiểu chưa? Đây là sự đề phòng của Lạc Thiên, người ta vẫn hay nói những cặp vợ chồng hờ sống lâu bên nhau sẽ nảy sinh tình cảm, ban đầu có thể cả hai đều không ưa nhau như cô và anh lúc này. Đời có nhiều chuyện không biết được, nhìn cô ta trước mặt người lớn tỏ vẻ ngoan hiền thế này không ai đoán ra tâm nghĩ gì, tốt nhất là tránh xa. Loại hàng giảm giá, như cô ta, thì càng không nên động đến. Sời ơi! Tưởng chuyện gì? Tôi đây cũng chẳng thèm nghĩa đến việc của anh. Nói là thế nhưng Khả Vi đã nhen nhóm kế hoạch rồi. Ai kiểm soát được chuyện tình cảm chứ, chỉ cần cô cứ tỏ ra sức sượt, ngàn bướng trước mặt anh ta, chỉ chóe chăm chọc thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Không sớm thì muộn sẽ thành một cặp đôi như kiểu ngôi nhà hạnh phúc thôi. He he, nghĩ rồi cô cười thầm ranh mảnh. Biết điều thế thì tốt. Giờ tôi đi ra ngoài, cô cũng đi đâu thì đi, đến giờ ăn tối thì phải đợi tôi vào cùng vẫn là anh muốn diễn kịch trước Nhược Lam. Ờ, chưa nói hết câu thì Lạc Thiên đã lên một chiếc xe khác phóng đi, anh tìm đến một quán bar, khả vi ẩm ực, thế là bỏ học lái xe rồi, hơn nữa mục tiêu khó đạt được quá. Cô sẽ sống với anh ta 11 tháng, trong thời gian đó cô phải tìm mọi cách để giữa hai người nảy sinh tình cảm và kết cục cô sẽ vĩnh viễn trở thành cao thiếu phu nhân. Ha ha! Rất mong được hợp tác với cô em anh là ai và tại sao lại có số điện thoại của tôi? Lại còn hẹn tôi ra đây nói chuyện nữa. Trả lời mau. Khả Vi đang ngồi trong một quán cà phê cách nhà họ cao 20 phút taxi. Cô bé cứ từ từ, anh có nói sẽ không trả lời đâu. Một chàng thanh niên với vẻ mặt khôi ngô cười tươi gọi một ly nước giải khát cho cô. Tại sao anh biết tôi uống nước anh đào? Khả Vi chưa từng gặp người này, nhìn anh ta khá cởi mở và hiền lành. Không những thế anh còn biết cô em là du học sinh, là tiểu thư nhà họ triệu, một tai nạn đã cướp đi gia đình của cô em nữa. Anh ta vẫn cười hiền. Em là tuyết người thích màu vàng, cư xử đoan trang, hòa hợp. Biết nấu các món ăn của nước ngoài, nhảy các điệu khiêu vũ. Rốt cuộc anh là ai? Những điều anh ta nói không giống với con người thật của Khả Vi nhưng hình tượng con dâu nhà họ cao thì đúng là thế. Bởi vì anh chính là người nặng ra một triệu Khả Vi không hiểu anh là triệu đông kỳ một tiểu thuyết gia sặc khả vi vừa phát ngôn ra từ này cũng vừa bị sặc thật anh ta chính là kẻ đã bắt cô múa rối cho thiên hạ coi chật chật anh gọi cô tới đây là biết tâm đồ của cô có phải cô muốn cái đám cưới giả nhà họ cao sẽ trở thành mãi mãi phải không nhấp một ly trà nóng triệu đông kỳ thư thái ai bảo anh nói linh tinh vậy tôi đâu có ý đó Quỷ tha ma bắt, sao cái con người này lại biết được nhỉ? Thì trong tiểu thuyết vẫn luôn là vậy, anh chuyên viết truyện tâm lý tuổi mới lớn nên đừng qua mắt anh. Anh biết cô không đáo để. Thế thì sao? Anh định giúp tôi chắc? Phải. Anh giúp cô cũng là giúp chính bản thân mình. Anh nói rõ ra xem nào. Hay anh và cô có một đường tình duyên khá tương đồng. Trong một lần anh đi gửi bản thảo cho nhà xuất bản vô tình bắt gặp trịnh tiểu thư là trịnh nhược lam đó nhìn mặt cô em sao ngu quá ờ thì anh cứ nói đi tôi đang nghe cô trịnh thích đọc tiểu thuyết của anh chả là anh cũng có mấy cuốn sách bán chạy anh cũng giỏi lắm em đã đọc tiểu thuyết đề nghị anh kể vào trọng tâm tôi không có nhiều thời gian đâu mà nãy giờ anh kể đâu có liên quan gì đến tôi im không được cắt ngang nghe đây Cao Lạc Thiên và Trịnh Nhược Lam hai người họ yêu nhau từ tấm bé, anh và cô chính là gỉ mũi đứng tránh đường họ đó. Lần này Triệu Đông Kỳ bộp luôn, đi thẳng vấn đề. Cô Trịnh nhờ anh đóng giả làm bạn trai cô ấy để che mắt Lạc Thiên, còn Thiên lại lấy cô em ra làm lá trắng. Thế á, vẫn thái độ dững dưng nhưng Khả Vi đã mập mờ hiểu ra mấu chốt vấn đề. Trùng hợp thay, ông bà Cao lại thuê anh dựng một vở kịch cho buổi tiệc gặp mặt của cô em với tên Lạc Thiên đó. Và thế là anh vết mấy thứ linh ta linh tinh, nào là làm đổ rượu, khiêu vũ và. Phải, cái này anh lười nghĩ nên ăn trộm ý tưởng trong chuyện của người khác ấy mà. Anh có nhiệm vụ viết kịch bản sau này. Gớm, tại anh mà tôi bị trẹo chân đây này, suốt ngày phải học nhảy rồi lái xe, cả nấu ăn nữa chứ. Hết tuần này thì không phải khổ nữa đâu, chắc tiếp theo em sẽ được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa dưới ngòi bút của anh. Tóm lại là cũng như em anh cũng muốn giữ cho mình một nàng công chúa nếu em là nàng lọ lem vớ được hoàng tử thì anh cũng muốn là chàng lọ lem câu được tiểu thư nhà quý tộc hiểu chưa vì thế nên rất vui nếu cả hai mình cùng hợp tác khả vi cần thời gian để suy nghĩ có được sự hậu thuẫn của tác giả thì hay quá còn gì có sự việc gì đều được biết trước rồi có thể bảo anh ta nhẹ tay xây dựng hình tượng triệu khả vi đừng hoàn hảo quá để mình bớt phải gồng mình gánh vác hơn nữa anh ta viết truyện chuyên nghiệp hẳn sẽ thấu hiểu tâm lý biết cách giải quyết tình thế lại còn là quân sư đúng là chỉ thấy lợi không thấy hại này anh như thế chúng ta có giống nhân vật phản diện không mà đã là phản diện thì kết cục khả vi có dấu hiệu bị thuyết phục yên tâm đi ông cao đã cấm đoán lạc thiên và nhược lam không được đến với nhau lý do thì anh không rõ nhưng đây có vẻ là điều kiện tất yếu vô cùng quan trọng đấy là việc của hai người bọn họ làm sao gia đình cấm được. Cô ngốc này. Hẳn phải có một điều gì đó trắc trở không thể vượt qua mới khiến đôi trai gái đâm vào ngõ cục như thế chứ. Coi xem, hai gia đình quen biết từ nhỏ, lại còn xoay chuyển nguồn vốn cung ứng luân hồi giúp đỡ nhau như họ cao và trịnh, cớ gì lại phải nghiêm cấm việc họ qua lại. Thì giả dụ như anh trai Lạc Thiên, là Lạc gì nhỉ, Lạc Trung ấy, có khi nào anh ta là kẻ thứ ba xen giữa không phải mới lạ cái gia đình này rắc rối mà lại đơn giản cô không biết thì thôi thằng cha lạc trung thậm chí còn dự định đứng ra làm chủ hôn cho hai người kia đấy hắn ta bề ngoài tỏ ra nể nang cô nhưng thực tế thì chỉ mong muốn nhược lam là em dâu thôi vậy ư khả vi buồn cô cứ nghĩ thế này này một ngày nào đó không chỉ lạc thiên mà cả lạc trung cũng nghiêng ngả vì cô đấy chứ còn gì nữa việc họ cao muốn chọn cô là dâu bởi họ bắt cô phải mang thai giả cho họ cái thai mới là thứ để giữ cô ở lại nhà người ta cái gì tôi phải mang thai á bè bé cái mồm thôi đã bảo là thai giả rồi mà anh cũng chỉ biết hơn cô tí ti đây thôi nhà họ cao kín tiếng lắm không đề cập gì thêm cho anh cả việc của anh chỉ là vẽ vài đường nét cho cuộc sống vợ chồng của cô thôi thật là khó hiểu biết nhiều không tốt đâu cứ giả vờ ngu ngu ngơ ngơ hóa ra lại hay. Dù thế nào thì anh cũng sẽ tìm mọi cách tác hợp cho cô và Lạc Thiên chia tay với Triệu Đông Kỵ. Khả Vi đứng đợi Lạc Thiên ở đầu phố để hai người cùng đi về, trên đường tuyệt nhiên không thấy cô nói gì, còn Lạc Thiên vốn phải hợp cả mới tung hứng, không khí ảm đạm, tiếng gió trích. Lạ thật, giữa Lạc Thiên này và Nhược Lam có chướng ngại vật gì nhỉ, tại sao hai người họ không tới được với nhau? Mình xen vào liệu có phải xấu tính không? là gì được nhỉ nhược lam cô gái này trông dễ mến còn lạc thiên hắn ta cũng đẹp trai hào hoa đấy nhưng mình và cái anh đông kỳ ấy cũng được mà cũng khá xinh xắn và đẹp đẽ chứ anh ta với nhược lam mình với chồng mình tuyệt cú mèo cô đang nghĩ cái gì thế lạc thiên không thể đọc được những dòng suy nghĩ trên của khả vi chăng chỉ thấy thi thoảng cô cốc đầu mình rồi lại lắc lắc cười gian rồi chớp chớp mắt con nhỏ này bị đau hả hay là tất nơ từ trước tới giờ những cô gái đẹp ngồi cùng hàng ghế với anh luôn quay về phía trong và ngắm nhìn người đàn ông lái xe một cách men lì riêng khả vi lại như trẻ lên ba hả giật mình trở về thực tại khả vi quay sang bên mắt đối mắt với lạc thiên nhìn cái gì mà nhìn cô đừng có hét điếc tai như thế xuống xe xuống xe tôi làm gì mà kêu tôi xuống có ai chọc giận anh đâu. Chưa đi được nửa đường mà xe đã dừng lại. Cô không muốn làm con dâu ngoan hiền à, đừng có chơi chữ. Thế cô đi tới nhà người khác thường hay làm gì? Nên nhớ cô chưa phải dâu nhà họ cao chúng tôi đâu. Đến nhà người ta thì phải chào hỏi lễ phép, kính trên nhường dưới. À, ý anh bảo mua quà biếu hả? Gớm, nói toẹt luôn cho rồi không phải quên giữ kẻ với chồng tương lai nhưng bởi mãi suy tính nên cái thói ăn nói tùy tiện từ nhỏ bộc trực sông hành bên mình chẹp cũng vẫn là lạc thiên muốn ghi điểm cho nàng dâu này trong mắt người lớn cô ta không cảm ơn thì thôi lại còn khả vi một mình bước vào cửa hàng bán hoa quả chỉ trong mấy ngày mà cô cũng đã trở thành một tiểu đại gia tiền lúc nào cũng được chu cấp đầy ví chẳng phải đáng đo như ngày xưa cô ta làm gì mà lâu thế? Để bổn công tử ta phải đợi từ nãy đến giờ, đúng là đàn bà con gái ai cũng giống ai, đã vào chợ là không biết lối ra, lạc thiên bực dọc, kiên nhẫn ngồi chờ thêm 10 phút nữa. Khỉ thật, mình còn chẳng biết số điện thoại của cô ta, đành chấp nhận thôi, quản gia đã lựa sim số đẹp và dễ nhớ, mua cho cô hẳn một chiếc điện thoại HTC cao cấp và đưa số cho anh nhưng anh đâu có thèm quan tâm, thêm 20 phút nữa. Con nhỏ này đúng là không biết phép tắt gì cả, không thể đợi thêm được nữa cũng không thể bỏ mặt cô ta về một mình vì như thế sẽ bị người lớn dò hỏi, lạc thiên đành phải xuống xe tìm. Xin hỏi chị có thấy một cô gái tóc xoăn dài, mặc một bộ áo liền da báo không? Anh dừng lại trước cửa hàng ở đầu dãy phố ngang, mỉm cười và hỏi thăm. À, cô gái vừa mua một rổ táo Mỹ ấy hả? Cô ấy gửi tạm đồ chỗ tôi và bảo một lát nữa qua lấy nhưng tôi vậy chưa thấy quay lại, cô ấy đi sâu vào trong chợ đó, bảo là muốn mua thêm rượu vang, tôi cũng đã chỉ chỗ cho. Cậu cứ đi thẳng tới số 302 là tiệm rượu nổi tiếng ở đây. Cô bán hàng có vẻ nhiệt tình, đưa Lạc Thiên cầm rõ táo. Nụ cười của đáng lãng tử làm cô ngây ngất một hồi. Trời ạ, à, con nhỏ này định mua cho cả làng cả tổng chắc. Nhìn vào rõ táo cỡ phải mấy chục quả, trả lại thì anh không quen nên đành sách theo. Anh có nhìn thấy cô gái mặc bộ đồ da báo vào mua hàng ở đây không? Không thấy. Từ sáng tới giờ khách hàng toàn là nam giới. Anh mua gì? À không. Con bé này đi đâu không biết, đồng hồ đã quá sáu giờ, trời dần tối, ánh đèn lung linh bật đồng loạt gian kín khu phố, lạc thiên ngoái đi ngoái lại không thấy cô đâu. Khả năng bị bắt cóc không thể được, nhìn cô ta cũng giảo hoạt lắm. Hay là bị trấn lột hoặc cướp? Người dân nước lã nhưng cô ta sắp sửa là một phần trong cuộc sống của anh rồi, dù ít dù nhiều, ở một góc, nơi có chiếc bóng đèn tròn màu vàng giỏ xuống, bà tám bán hàng được vẻ vui mừng. Cô cho cháu thêm bát cháo lòng nữa. Cho cả sườn và ốc lợn vào nhé. Được thôi tiểu thư. Nhờ cháu mà quán bát đông khách hẳn lên. Mấy cái thằng thanh niên này không ăn cháo đi kẻo nguội, cứu mãi ngắm người đẹp, khả vi được khen vui phải biết, làm sao không thích thú được cơ chứ, con gái cứ có ai khen là không phân biệt được nói thật hay dối. Mấy gã hàng nước thấy một cô gái ăn mặc sành điệu, có chút gì đó hoang dã, lại sang trọng thì súng lấy. Đúng là người đẹp vì lụa, Khả Vi không chắc có thể nói ngược lại hay không vì hồi trước mình đâu có được ai khen chứ. Triệu Khả Vi giọng nói quen quen, bóng dáng không xa lại, còn là ai nữa, trời đánh còn tránh miếng ăn, Khả Vi lúc này đang nuốt một chập nào là nằm bò, dồi lợn, ốc và sườn băm nhỏ, cả cháo cây nữa. Có lẽ tên chồng này hung dữ hơn cả ông trời rồi. Triệu Khả Vi Ốc 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 ngay lập tức cô nhổ hết ra, thậm chí bát cháo trên tay cũng làm đổ, rơi xuống chân của một thanh niên ngồi bên và cái bát cũng vỡ làm ba. Nóng nóng nóng. Anh chàng có tên là Tú này do không đi dậy mà chỉ chơi tông nên không thể chịu được sức nóng của phần chất lỏng đặc quán vừa mới múc từ nội đun trực tiếp. Việc của cô mau mau giải quyết đi. Nhanh chóng rồi quay về. Lạc thiên siết chặt tay, rõ táo vất luôn xuống lòng đường quay ngoắt liệu mà lẹ lên không thì ta sẽ mặc kệ luôn đấy đời nào mình phải ngồi đợi coi như chân trong xe cho cô ả à ăn vặt khuôn mặt bí xị pha chút đau đớn của tên tú gây sự chú ý của khả vi hơn cả miệng vẫn còn vương một vài thứ cô lấy tay quẹt qua loa xin lỗi anh em thành thật xin lỗi em không cố ý để em lau cho khả vi rối rít rút lấy khăn tay tạ lỗi với người thành niên cô đã có kinh nghiệm trong việc sơ cứu các vết bỏng trong quá trình chăm sóc những đứa trẻ ở cô nhi viện đôi tay linh hoạt lót trong miếng khăn mà gạt vết cháo ra khỏi chân nạn nhân, cúi thấp người thổi nhẹ cho hắn đỡ xót. Phu phu. Nhìn bàn chân đỏ hay hay mà ấy nấy, tên tú và đám thanh niên rõ ràng được lợi, chiếc áo khả vi mặc được thiết kế có phần phóng thoáng, tức là có chút gì đó khêu gợi nếu như không người xuống. Là thiên mà lị. Trừ Nhược Lam thì những cô nàng phải cực sẹc si mới mong anh ngó ngàng nên trang phục của Khả Vi đều được người ta lựa kỹ, ngay cả mái tóc xoăn bồng bềnh này cũng theo mốt đương thời. Ẩn dưới làn áo màu nâu hổ báo kia, có gì đó thật tò mò. Thấp thoáng, nửa hở nửa kín, làn da mịn màng được chăm chút của cô gây phấn khích người khác giới. Ánh mắt dây già của lũ thanh niên kèm tiếng kháo nhau và cười vang rợn. Khả vi ngốc, mãi mê xin lỗi đâu có biết mình đang bị lợi dụng. Mấy cái thằng này, chúng mày nhìn cái gì thế hả? Lạc thiên sốc nách khả vi lên, hàng giọng lớn anh đã quay lại sau khi nghe tiếng xin lỗi thành tâm của cô dù không nói với mình đâu có chúng chối biến khả vi không ngờ lạc thiên lại mạnh tay đến thế kéo cô suýt ngã ngửa hoắc mắt nhìn anh coi bộ dạng của anh lúc này dũng mãnh như một con sư tử trưởng thành mà cũng giống một con gà chọi háo chiến này cầm lấy mà mua đôi giày mới anh rút ví và xỉ tiền xuống mặt của tên tú khả vi chẳng hiểu anh tự dưng lại quan tâm đến mình là thật năm ngón tay Lạc Thiên đã hặn lên bắp tay cô, giữ khá chặt. Này thằng kia, mày nghĩ các anh là ai mà lôi mấy đồng này ra? Thật là trơ trẻn, chúng vừa giật tiền của Lạc Thiên, đếm rồi nhăn mặt làm gấu, mày là cái thằng nhãi nào, đừng cậy có tiền mà vên ở cái đất này. Thi Tên tú nhổ một bãi nước bọt ngay gần mũi giày giả da cá sấu của anh. Không chấp với mấy người. Đi là thiên thêm lần nữa nắm chắc hơn bắp tay khả vi kéo đi. Đừng hiểu nhầm anh có ý tứ gì với cô, đơn giản đã là một thằng đàn ông, bất kể thứ gì của mình hoặc sắp là của mình, dù nó hay dở thế nào, dù không thích hay ghét thì cũng sẽ bảo vệ. Đứng lại. Tên tú giơ tay sang ngang chắn đường, dường như lạc thiên đã động đến cái thằng chí phèo nhất phố. Mày xin lỗi thay người đẹp thì tao tha. Tao ghét nhất mấy cái loại công tử bột, cậy mình nhà giàu, có tí nhan sắc là khuân hết gái đẹp về mình, lại còn dở cái trò bố thí này nọ nữa, mau xin lỗi tao sẽ lượng thứ, lạc thiên tỏ ra khinh thường, không thèm trả lời, một tay đút trong túi quần, đứng hiên ngang, chỉ có ánh nhìn hướng xuống đối tượng, đôi mắt tên tú nảy lửa như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Rõ là anh cao ráo và trong dáng vẻ khỏe mạnh hơn nhưng chẳng ai biết được dân đen máu liều thế nào đâu. Hắn đứng phải kiển lên đôi chút mà chỏm tóc vẫn không tới mắt của Lạc Thiên, người lịch sự VSC dân chợ búa thế nào? Mày xin lỗi anh nhanh. Còn nữa, chân anh mày bỏng rác lắm rồi đây. Vuốt mái tóc một cách cầu kỳ, tên này ra giọng ăn vạ, người xung quanh đã bu súng xịt, họ tò mò không biết có chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên thứ họ thấy là một vụ tranh chấp của hai gã, chiếm lợi phẩm hay cội nguồn rắc rối hẳn phải từ cô gái kia mà ra. Mùi cháo thơm ngon vẫn lên lõi trong từng hơi thở, tú bẻ tay kêu răng rắn, hắn đang lên ngân một mặt còn các anh em chiến hữu xung quanh thì lo gì khả vi thấy vậy không thể lặng im mãi thành thật xin lỗi anh chồng em không giỏi giao tiếp cô không biết nói như thế có nên hay không nhưng chưa tìm được từ nào ám chỉ mối quan hệ của hai người thỏa đáng thay thế em xin thay mặt anh ấy đứng ra xin lỗi anh có cần phải đến bệnh viện kiểm tra không hay là thế này để em chạy ra hiệu thuốc mua cho anh làm sao phải thế đưa tiền cho hắn rồi còn gì? Lạc thiên chẳng thấy mình sai, với những loại người không hiểu lễ nghĩa thì việc gì phải lời ông tiếng mật. Hơn nữa ánh mắt ti tiện của hắn ta dừng lại nơi khả vi thật bị ổi. Đấy, người đẹp thấy không, cái tên này quả thực là bất trị, mày nghĩ mày đẹp dai mà có quyền à, ngươi. Tay lạc thiên hình thành nắm đấm. Anh yên đi, anh gì à, chồng em là thế đấy, mong anh tha cho. Bỗng nhẹ chỉ cần ngâm nước mát một lát, đã lông nheo, khả vi dùng chiêu mỹ nhân kế. Nể người đẹp lắm đấy nhé. Cái thằng chồng kiểu này bỏ quách đi em ạ, à, đi theo anh đây này. Anh nuôi. Mày thì nuôi được ai, có mà vỗ béo mấy con lợn ỉn ụt ịt ấy. Là thiên khó chịu, tại sao cô ta cứ phải bên vực bọn hạ lưu này chứ? Cùng lắm gọi công an khu vực giải quyết là êm xuôi, chuyện bé lại còn thích xé ra to. Mày thích cái về thích bị tạt axit vào mặt hay là bị ăn tát con dao lam. Hoàn cảnh xảy ra cho thấy, nếu bạn là một anh chàng đẹp trai khi ra đường hãy biết chú ý tới lời ăn tiếng nói, hành vi cử chỉ, đừng để bọn xí trai chúng ghét. Anh ngậm miệng vào. Im một chút không sợ người ta nghĩ mình câm đâu. Khả vi chặn hồng lạc thiên, đối với những tên nhỏ nhen, ích kỷ như thằng người đối diện thì tốt nhất nên rót ngọt vào tai hắn, không thì sinh sự đổ máu chẳng ai ngờ, cô quay sang cười giả lả anh gì à, coi như nể mặt em đi, em nhận lỗi hết mà. Là thiên vì bị chống chế bởi cái véo tay của cô nên không nói, thôi thì vì chữ khinh nên chẳng tốn nước bọt mà tiếp chuyện chúng. He 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 he. Nụ cười đặc trưng của con dê núi. Mọi người thấy không, thằng cha này rõ là sợ vợ. Bị vợ quạt một tiếng mà đã im dê, em trai à thế thì làm ăn được gì nữa. He 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 he, lần này thì nhục nhã dân tới tận núi, Lạc Thiên không thể nhở thêm. Thế nhưng cô gái bên cạnh lại ghi chặt móng tay vào làn da của anh, đau nhức. Anh cho qua một lần này đi, không thì còn lâu mới về được. Khả vi thủ thỉ. Sắc mặt anh hơi tái, một phần vì đau, một phần vì nhịn. Coi cái mặt nó méo xẹo kia. Người đẹp à, em có chiêu gì mà chồng em lại nhát cái thế, cứ thích núp sau váy vợ. Chẳng như vợ anh, nó ngoan lắm. Hi hi, thôi làm hòa anh nhé. Em có chút việc nên phải về ngay, hôm nào gặp lại chúng ta hàng huyên một buổi nữa, khả vi duyên dáng mỉm cười, hai tay ghi chặt tay lạc thiên mà kéo anh đi. Mọi người cười phá lên, nhìn chàng thành niên khôi ngô mặc đồ vét công sởm lại lặng lẽ nghe theo vợ. Này cháu! Lại chuyện gì nữa đây? Khả vi châu mày, còn ai muốn gây sự nữa, cô biết lạc thiên bốc hỏa ngùng ngục và sắp tiêu hóa rồi. Cháu quên chưa giả tiền cháu cả tiền bác vỡ nữa bà tám phe phẩy quạt à vâng à, cháu quên mất cho cháu gửi ố ô, ô thằng này trông thế mà hèn lại phải để vợ trả tiền kém cỏi quá làm được đồng nào để vợ kiểm hết thế sao đáng bậc nam nhi đại trượng phung phu hử tên tú quên mất rằng khi nãy lạc thiên đã rút ví mình ra lúc này anh đang điên tiết đứng im một chỗ là bản lĩnh lắm rồi quá quắt lạc thiên vùng tay khả vi ra hít thở hít thở, cái tên này không ăn đấm thì không biết quý trọng răng trên hàm. Tú! Mày không ở nhà trông con mà lêu lỏng ngoài đường hả? Bà cho tiền bảo mày mua trứng gà đã mua chưa? Một cô gái với vóc dáng nhỏ bé từ đám lâu la bước vào, người dân xung quanh đều sợ dây dưa tới bà chàng này nên đành đứng tránh. Là thiên một lượt nhìn cô ta, gần giống như mẹ xề, người thì mũm mỉm, mẫu người đi qua không tới ngực anh. Cô ta đứng dạng chân trước mặt chồng, thái độ hung hăng mày lại gây sự với ai à chất giọng ngân nga lãnh lót của cô nàng dừng lại nơi lạc thiên chỉ cần một việc chỉnh trang quần áo của anh đã khiến hô hấp của nàng ngưng trệ không thèm đoái hoài tới người chồng của mình nữa nàng đứng chôn chân ngắm nhìn tài tử coi bộ mặt tên tú ngắn choàng lại không còn vất vát lấy một chút thể diện nào hắn sợ vợ còn cô vợ lại ham hố ngắm người đẹp nắm bắt được điểm yếu đó lạc thiên cười khẩy làm duyên khả vi mình đi thôi. Anh cao giọng ôm trọn bờ vai cô mà bước đi. Em gái à, anh không biết tại sao em lại chọn cái thằng nhếch nhác kia là Đức Lan Quân. Để lại cho cô nàng mũm mỉm một ánh mắt phong lưu, Lạc Thiên chơi trò quân tử, ra đi trong sự ngưỡng mộ của phái nữ. Tú! Mày đã làm gì anh trai kia hả? Bóp chát! Ha ha ha! Đi một đoạn khả vi không nhịn được cười phá lên. Cười cái gì mà cười? anh không thấy buồn cười sao cái thằng cha đó làm anh sợ héo mặt mà bà chị vợ lại làm hắn ta hết vía sau đó anh lại cướp hồn chị ta đúng là vòng tròn luẩn quẩn cái mặt anh vừa rồi đúng là ngu chết đi được bị thằng cha đó chém chả không nói được câu nào ha ha anh hóa ra lại sợ vợ ôi ước mơ của mình là lấy được một người chồng sợ vợ đang đôi bàn tay và đặt trước ngực khả vi làm trò ước nguyện có một vài người đi tò mò nhìn nhưng không thể hiểu. Cô! Chẳng qua tôi muốn giữ thể diện cho cô thôi, cô nghĩ xem mặc áo cổ trễ thì phải ý tứ một tí chứ. Đúng là không biết điều. Ai bảo thế? Cổ áo tôi đâu có trễ. Anh nhìn mà xem. Khả vi cúi xuống, đâu có mà. Cô vận bộ liền, áo sát lách, cổ trũng khoét vòng tim, quần lửng quân ngụy bộ đồ này nhờ có màu vải đẹp nên hoàn toàn có thể mặc ra ngoài dù kiểu dáng giống đồ ở nhà, mặc khá thoải mái. Ờ, vì vòng một thiếu nhi nên mới thấy thế. Thảo nào mấy thằng kia nhìn mà lắc đầu ngán ngẩm. Chật. Tôi biết mấy chỗ thẩm mỹ nâng ngực đấy, có cả phiếu mời cơ, cần không tôi cho. Lạc thiên đáp. Kệ tôi. Liên quan thá gì đến anh? Không phải vì thấy tôi đẹp nên anh sợ mất hả? chính xác thì có một lần anh đã vô tình đặt tay lên ngực cô. Nực cười. Cô chỉ đẹp với chị em thì nở thôi. Không thèm chấp với anh nữa. Đợi tôi vào lấy giỏ táo rồi đi ra. Khỏi, tôi vất nó ở cái đám vừa rồi. Mà tôi hỏi cô, cô vào trong đây làm gì, bắt tôi ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ. Cô ăn cháo. Cô buông dưa lê. Cô là mỏ khoét à, người ta cũng thường hay nói về những cô gái có làng môi mỏng y xì. Tôi. Tôi vào mua chai champagne. Tiện thể thấy có quán cháo nên. Tại mấy hôm nay tôi bị bỏ đói. Có một điều mà khả vi tế nhị giấu, thực ra cô định vào quán rượu thật, nhưng thấy người ta chơi trò đánh đáo rất thú vị, mãi xem quên khuấy thời gian, lại còn hò hét nên. Đói. Thì đương nhiên phải ngồi vào một quán xá nào đó, định gọi anh nhưng không cần nghĩ cũng biết đời nào lạc thiên muốn ngồi vỉa hè chè cháo thế thì đi một mình là hay nói thật thì vào nhà hàng cao cấp ăn cứ phải giữ kẻ phiền phức lắm cứ tự nhiên ngoài đường là thỏa mãn nhất nhà tôi ngay cả một con cúng cũng không bao giờ bị bỏ đói lần này tôi tha cho nhưng không có lần sau đâu ai đời chồng cô ngồi phỏng trong xe cho cô ăn uống tùng lum à chắc chắn cô phải lượng mấy quán ăn rồi nên mới bắt tôi ngồi chờ quá lâu vô duyên mặt anh trời ra so đo, vô thức nhắc tới từ chồng như một lễ tất yếu. Nhà họ cao, cao lương mỹ vị, đệm là lạc phải lắm ngô khoai sáng lắm mà từ hồi nào tới giờ mỗi bữa lão quản gia cho tôi ăn có một bát cơm chẳng bỏ dính răng và cả việc phải trật vật với những chiếc váy vòng eo chỉ nít chừng 60. 61, làm sao mà ăn nhiều được? Cô nói có suy nghĩ chút đi. Ai không cho cô ăn, thức ăn bày đầy trên bàn là thế, loại con gái sợ phát phi bày trò ăn ít thích bịa đặt. Tôi bảo này, cô đừng giảm cân làm gì, lên kế hoạch chi tiết ra rồi lúc thực hiện không được thì lại nhồi nhét thức ăn, như thế chẳng mấy chốc cô thành con lợn giống thôi. Gớm, ai thèm giảm cân? dáng tôi đẹp tôi không cần. Hay, cái nhà anh không cho tôi ăn uống đầy đủ đấy. Cả sáng vật vả học ngoại ngữ, rồi học nấu ăn, nấu mà không được ăn, đến trưa thì có mỗi mấy món nhàn nhạt, mà sao người giàu các anh cứ thích ăn món cá không hoặc thịt sống thế chẳng thấy có miếng cơm trắng nào thiếu năng lượng đói chết đi nên tôi mới phải đi ăn cháo anh có biết không cả tuần kể từ ngày có kế hoạch kết hôn không hôm nào tôi không được nghỉ ngơi cả chạy đôn chạy đáo học hết cái này đến cái nọ gì nữa họ còn định bắt tôi học đàn piano ngâm thơ tất cả chỉ tại cái thằng cha ấy khả vi hậm hực tuôn một tràng gian đại hải tại ai lạc thiên phát hiện ra mình sắp trước phải một cái loa làm việc không biết ngừng nghỉ nãy giờ cô ta vừa nói vừa tuôn mưa xuân xối xả may mà anh cao ráo không thì cái mặt đẹp trai này thật là xấu quá đi thôi tại à à ý của cô là tên tác giả triệu đông kỳ đó nghĩ ra toàn những thứ vụn vặt anh ta còn nói họ triệu trong tên của cô lấy từ họ của mình anh ta coi cô như em gái và muốn giúp đỡ giúp kiểu này thì ai theo được tại ông quản gia khó tính. Không thể trách cô nói bậy, ông quản gia Tông phải nói là cực kỳ soi mói. Là Thiên nghĩ một lúc, gia đình anh vẫn còn giữ một số nét cổ hủ mà người lớn tuổi gọi là nét đẹp truyền thống, một cô nàng quê mùa thế này không đua kịp là phải. Thì đến bữa cô cứ ăn đủ hai bát là được, tôi chú ghét những đứa con gái nào suốt ngày kêu đói. Đây cũng là hội chứng của mấy cô nàng quán ba, ăn ít kêu nhiều. Khỏi họ khó tính lắm hay là anh nói đỡ giùm tôi vài thứ đi anh chỉ cần bảo họ khả vi không cần phải học bồi tiếng anh đâu khả vi nấu ăn cũng không tồi, chẳng cần học nấu nữa khả vi biết tưới cây pha trà chuyển sang giai đoạn nịnh nọt cô di di hai lòng bàn tay làm vẻ thanh khẩn cô cũng nịnh bờ với anh chàng tác giả tuy nhiên anh ta bảo rằng muốn làm dâu họ cao phải chịu đầy ải thế là quá nhàn hạ rồi không đồng ý giúp đi mạnh không như một gáo nước lạnh hất trực diện, khả vi nuốt đắng cay vào lòng, được rồi, tên chồng này không nể nang ta thì sau này lấy nhau rồi sẽ biết mặt nhau. Cô nghiến răng kêu có két. Cũng đúng thôi. Là thiên bước chậm lại, đợi cô đành hanh đi lên. Muốn làm dâu nhà họ cao, bà xã phải vất vả nhiều nhiều. Ây da! Lương nguyết anh một cái, cô tiếp tục bước, hai người ra tới nơi đổ xe, phố phường lúc này dòng người hối hả về trở tổ ấm. Đường phố tấp nập, tiếng còi xe in ỏi. Ơ, ờ, cái xe của anh đâu rồi? Tôi cũng không biết. Vừa đổ nó ở đây cơ mà. Lạc Thiên thấy lạ, riêng biển số xe nhà họ Cao thì đám cảnh sát đều biết. Trường Tồn là công ty có máu mặt, bọn cớm vuốt trâu cũng phải nể mặt cầm. Thử hỏi có dám phạt xe của anh không? Mà anh cũng đổ nơi khuất, có ảnh hưởng tới giao thông đâu? Tình hình cho thấy xác suất bị mất trộm là rất cao và thời gian chứng minh điều đó là chính xác. Hay... Chẹp... Chật chật... Ngoài việc thở dài Lạc Thiên không có thêm bất kỳ lời nào. Ơ, ờ, cái xe của anh đâu rồi? Khả Vi lặp lại câu hỏi sau nửa tiếng đứng tại chỗ. Cô... Cô... Một con Lexus của tôi bị hư đầu, một con Chevrolet bị bẹp mông, còn giờ là con Lamborghini cũng của tôi nốt không cánh mà bay. Cô giải thích sao về việc này? Lạc Thiên không còn gì để nói nữa dù có là đại gia bạc tỷ trước tình huống này cũng không thể rộng lượng được hai cái xe kia đúng là tôi tôi làm xí chúng vừa nói khả vi giả vờ gãi chân đứng lệnh về một phía mặt nhăn nhó như quả táo tàu nhưng chỉ cần đem tới cửa hàng bảo hành là được thôi mà chúng vẫn còn rất mới hi hi còn cái xe lambo gì gì ấy đâu thể vội vàng kết luận được anh đâu chắc là nó bị mất chứ chúng ta đứng đợi ở đây thêm chốc nữa hi hi ánh đèn cao áp phản chiếu trong mắt cô một thứ sắc màu long lanh ngấn lệ, chưa bao giờ cô làm mất một thứ gì to tác đến nỗi không thể cầm nắm được. Tiểu thư triệu, cô tính thế nào? Nếu cô ta tỏ ra hối lỗi thì đúng là cũng nên xem xét, dù gì sự việc đã lỡ, kiểu gì kẻ trộm xe khi biết chủ xe là ai tự khắc đem trả hoặc cũng tìm cách liên lạc để giao dịch tiền chuột, nhưng cái bản mặt cô ta thật đáng ghét. Vừa rồi còn tự cao tự đại để yên cho người khác nói anh sợ vợ, được rồi, để xem lần này ai sợ ai. Thực ra thì, tôi, đấy là tại anh bất cẩn đấy chứ, anh vào trong chợ mà không kêu người ta trong xe cho. Mà nếu đóng kín cửa kính thì làm sao trộm nó lòi vào trong mà thực hiện hành vi chôm chỉ được. Người hơi rụt lại, khả vi đùn đẩy trách nhiệm. Việc tên trộm nào đó dùng kim đa cấp chọc ổ khóa và việc lạc thiên vô tình để chìa khóa sơ cu bên trong hộp xe nếu trùng hợp xảy ra đúng là lỗi không biết tại ai hóa ra là tại tôi à cô vào trong kia vui chơi một hồi cô biểu người ngồi ngoài này chờ đợi tôi e cô bị cướp giật nên vào tìm thì ra cô đang ăn và ngồi la liếm với mấy thằng cùi bắp phải rồi chiếc xe là của tôi tôi không giữ được xe nên tại tôi la liếm bỏ đi thì tại tôi được chưa tôi xin lỗi vì đã mãi chơi nhưng tôi không chịu trách nhiệm đâu việc anh bị mất xe thì mặc xác anh anh không có khả năng giữ gìn tài sản của mình thì chịu Ban đầu anh đã bảo là chúng ta không can thiệp vào nhau, anh mất xe thì anh tự gánh. Thế nhé. Bài chuồng là thượng sách, anh ta làm gì được cô, thiệp cưới cũng đã được in, đuổi được cô đi chắc, hay bắt đền, cô làm gì có thứ tài sản nào nên không việc gì phải sợ, sau cuộc hôn nhân này cô mới được thừa hưởng một phần nhỏ đủ để mua xe cho anh ta. Gớm, giàu có mà bụng xỉn, mất mỗi cái xe mà cũng. Khả Vi nói nhỏ nhưng cố tình đến tai anh từ đấy tôi keo kẹt lắm cô không thấy người càng giàu càng kẹt à nói như cô thì giá trị của chiếc xe cũng không đắt lắm lạc thiên không thấy sự lo lắng trong cô điều đó càng khiến anh phải làm cô ta tức chết đi thôi vì con xe mà phải làm nô lệ cho mình à nếu bán một quả thận một quả tim một lá gan có vẻ như chưa đủ tiền mua nội thất trong xe làm thế nào nhỉ biết bán cô cho ai để thu về cả một con xe bây giờ khó nghĩ quá, anh dở đúng chất giọng tính toán của một doanh nhân, khả vi liếc ngang liếc dọc, đúng là tại cô mà ra, giờ thì trong tim can đang lo sốt vó đây. Ô, Cao Phu Nhân gọi chúng ta về ăn này. Hay chúng ta gọi tạm chiếc taxi về nhà dùng bữa rồi mai tính. Khả Vi nhận thấy điện thoại rung như vớ được phao cứu sinh, nói năng cũng trở nên ngọt liệm. Alo, chúng con có việc phải làm ngay, giải quyết xong thì con và cô ấy sẽ về. Lạc Thiên giành lấy điện thoại anh. Sao vậy triệu cô nương? Cô vừa bảo chúng ta đợi thêm lát nữa mà. Về làm gì vội? A à thi. Chờ, chúng ta đứng thêm chút nữa. Kể ra đổi một chiếc xe lấy một đêm cũng thỏa đáng đấy nhỉ. Xoa tay lên cầm, Lạc Thiên đi một vòng khảo sát trận địa. Xem ra cũng không tồi, anh nở nụ cười ngạo nghễ, lòng thầm nghĩ mấy đứa con gái hai lúa quan trọng việc gìn giữ này lắm chứ không phóng thoáng như gái phố đâu he he. Gừ gừ. Khả vi rùng mình, mình cô thế, hắn ta lại có bao nhiêu gia nô, quyền thế. Anh đừng nói nữa. Khi nào ly hôn thì tôi sẽ đền là được. Quan trọng là bây giờ, bà xã à, dầu sao chúng ta cũng sắp nên vợ nên chồng, việc gì phải nam nữ thụ thụ bất thân nữa, nỗi sợ hãi tăng dần, nếu kết hôn, cô và anh ta sẽ cùng sống dưới một mái nhà, chỉ có hai người. Không được. Thiên, vừa thấy con xe cậu đổ bên đường sẵn có chìa khóa mà lại đúng lúc đi tán gái nên tôi lấy đi định gọi bảo cậu nhưng té ra cậu lại để điện thoại trong xe cô gái này là à chị dâu tương lai đây mà tuấn kiệt niềm nở đưa tay chào à chào anh khả vi don đã bắt tay lại những lời cậu thanh niên này nói làm cô vui sướng khủng khiếp cô ta lên như vừa phát minh ra một chân lý cái thằng này lạc thiên chán nản kể mà tuấn kiệt đến muộn hơn một tí có vẻ hay không đang đến cao trào coi cô ta xử lý thế nào nhà thiếu hay sao mà phải mượn tôi thái độ rất thái độ anh giống như một tên keo kẹt xích răng ơ ờ hay tán gái thì càng nhiều xe đẹp càng tốt hai người đi đâu vậy mà chị dâu à lạc thiên nhà chúng tôi chung tình lắm không hứng thú nhạc sàn thuốc lắc đâu đừng lo nhé tuấn kiệt cứ tưởng những tia sấm sét bắt nguồn từ đôi mắt của cả hai là vì quá khứ anh chàng lạc thiên này nổi tiếng sát gái gì vợ tôi ngoan lắm cậu không biết à cô ấy còn gia hạn cho tôi mỗi tuần được đi vũ trường những ba bốn lần phải không bà xã tranh thủ lạc thiên véo má khả vi cho bỏ tức nhìn cô ta cười tươi như hoa trút được gánh nặng mấy trăm ký dạ đối với em thì con xe này quan trọng hơn chồng ạ. À. Sau khi tán chuyện với Tuấn Kiệt một lúc thì Lạc Thiên chở Khả Vi về, mọi người trong nhà vẫn chờ cơn. Hai đứa đây rồi, đi đâu mà giờ mới về? Nhìn mặt Lạc Thiên vui vẻ thế kia là biết. Ông Cao hứng giọng, một phần cũng muốn nói để cho Nhược Lâm nghe. Cháu chào các bác, chào các anh chị và các em. Khả Vi vừa dứt câu ngay lập tức Lạc Thiên đã quay lại nhìn giọng cô ta vừa cãi cố với anh và giọng chào hỏi ngọt bùi này chẳng lẽ lại từ cùng một cổ họng phát ra. Đúng là con cáo, cả hai đi tay không về. Hôm nay gia đình Nhược Lam đến chơi mà hai đứa đi chơi lâu là không được đâu đấy. Là Trung lên tiếng, cũng khi hết lời anh bị khả vi soi mói, giờ có ghét tên chồng mình hay không thì cô và Triệu Đông Kỳ cũng đã cùng hội cùng thuyền. Ai rải đinh trên đường trường đều bị trù úng, Lạc Thiên định ngồi vào bàn ăn nhưng nhận thấy phải đẩy ghế cho người đẹp, anh dùng chân khưa hai anh chị đánh quả lẽ đi đâu vậy? Lạc Mỹ thăm dò, ngồi vào bàn ăn, thêm ba thành viên nhà họ trịnh, tất cả là có 16 người, khả vi càng khổ sở với việc nói chuyện, cô vẫn chưa nhớ tên toàn bộ thị tộc lạc này, bữa cơm ấm cúng, mọi người hỏi han công việc, sức khỏe. Khả vi có phần bị lạc thỏm, cũng không tránh khỏi những ích kỷ, trong khi nhược làm bắt chuyện với hầu hết thành viên nhà họ cao, cô luôn tỏ ra trí tuệ mà nắm bắt rất tốt chủ đề được nói. Vivi à con ăn đi chứ ông cao gấp miếng thịt viên về phía bác của con dâu tương lai dạ con cảm ơn bác khả vi mỉm cười lạc thiên chợt nhớ ra điều gì đó anh đang muốn đẩy suy nghĩ nhược lam ra khỏi đầu thế thì đây là cách bố ơi vi nhà con không ăn được thịt cá biển đâu cô ấy bị dị ứng với đồ biển mỗi khi ăn là da sẽ mẫn đỏ ngứa lắm anh ngang nhiên gấp miếng từ bác bên cạnh cho vào miệng mình nhai ngon lành vì nhà anh ư, chị ấy vẫn mang họ triệu đấy. Lạc nhã chăm chọc. Thế thì chị dùng món súp thịt Việt này nhé, tẩm cả hạt sen ngon lắm. Ôi em ơi, vì vi kén ăn lắm, cô ấy không thích ăn hạt sen đâu. Lạc nhã vừa nâng chén súp lên đã bị nguồn phát âm thu về bên mình, hút ưng ực. Thế hay em ăn thịt gà? Lạc trung gấp cho, anh xem em trai mình có định giật lại như quân chết đói không? À vâng, thịt gà em ăn được hồi sáng anh Thiên gấp cho em ăn không sao. Khả Vi phải canh đúng, nối ngay sau câu mời của Lạc Trung, không cho tên kia kịp lấn tới, mắt cô lường sang bên phải. Những gì cô đã nói với Lạc Thiên dường như không những không được hấp thu mà anh ta lại ấu trĩ, không khéo lão quản gia sẽ bắt cô học nhiều thứ hơn và ăn ít đi thì khốn. Lường tôi cẩn thận mắc xếp đấy. Tham ăn vừa thôi không bội thực thì khổ. Thuốc sổ dạo này hiếm bán lắm, hai người gầm ghè cổ họng. Nói xong tự nhiên cùng cười, một nụ cười giả tạo che mắt đại gia đình. Vivi à, món há cảo này mình đặc biệt làm cho bạn đấy. Hãy dùng thử đi. Nhược Lam thực lòng chúc phúc cho hai người họ, cách xưng hô ngượng ngùng, đúng ra cô sẽ phải gọi Khả Vi là chị dù tuổi tác ngược lại. Cô biết lý do khiến Lạc Thiên và mình không tới được bên nhau? Vâng, cảm ơn. Khả Vi chắc chắn Lạc Thiên sẽ không thể cướp miếng ngon của mình nữa tuy nhiên cô không thích nhận lòng thành này cho lắm hiện thời cô vẫn coi nhược lam là tình địch đúng thế lạc thiên không nói gì anh cúi mặt vào bát cơm của mình thoáng buồn nhưng vì em tuyệt tình với anh trước đấy nghĩ vậy anh lại tiếp tục cướp nhược lam à thứ lỗi nhé khả vi sống ở phương tây quen rồi cô ấy không hợp mấy món này để anh nhận thay chân ý của em thở một hơi dài dường như thằng chồng này không định cho mình ăn tối hay sao vậy hắn nghĩ bụng mình xấu xa hay hệ tiêu hóa đang trong tình trạng bị treo. Nhìn hắn đắc chí kìa, cho anh biết tôi không dễ bắt nạt đâu, lạc thiên liếc đẻo khả vi, nho nhã gấp miếng há cảo vào miệng. Cô dám để tôi ở ngoài để ăn vụng này, đã thế còn bảo nhà họ cao không cho cô ăn đầy đủ, thế thì tôi chỉ cô hay thế nào là tuyệt thực. Thiên này, tên anh mà thêm dấu sắc vào thì ra sao hả? Thiên này, tên anh mà thêm dấu sắc vào thì ra sao hả? Khả Vi gấp thêm cho anh một viên há cảo nữa, nói nhỏ, khóe môi nở một nụ cười phơi phới. Khụ. 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 Không còn suýt nữa mà là thức ăn trong miệng của Lạc Thiên thực sự phun trào, hãy mường tượng tới miệng núi lửa, một khi tích tụ dung nham chập đậy trong khoang, chưa kịp sôi lùng bùng, không thừa thời gian xì khói xám xịt quanh bầu trời mà đã bị đẩy lên tới kịch kim. Một vụ nổ tương tự bom nguyên tử, với độ nóng sấp xỉ quả cầu lửa Thái Dương, cuốn phân ra ngoài những tạp chất. Nếu cơn thịnh nộ của tự nhiên có mắt ma, kim loại ma dê và sắt, nếu bom khinh khí chứa hàm lượng lớn đồng vị hydro, thì ngay tại bàn ăn này, tồn tại một dạng vật chất không hề vô định hình, trái lại muôn hình vạn trạng, đã qua xử lý bởi hàm răng con người. Nào là bột năng, nhân thịt cá mực, thêm vài thứ phụ gia, nháo nhào tứ hướng. Chẳng ai biết bằng cách nào đó bát canh của trịnh phu nhân đã dính vài hạt bụi trần. Anh Thiên, anh bị sao vậy anh thiên khả vi còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ thiên ở đầu và cuối câu trong lòng hả hê phải biết được thể cô đấm mạnh vào lưng cho anh xui, ha ha anh không cho tôi ăn thì tôi làm cả nhà không ăn được luôn nụ cười đắc thắng trên khóe miệng lạc thiên tóm được nụ cười ấy kỳ này cô to gan bằng trời rồi mọi người đều bất ngờ trước sự việc vừa rồi ngạc nhiên đến nỗi chưa hình dung ra đây là thực tế một lạc thiên thăm ăn vô lễ khác hoàn toàn với dáng vẻ trong suy nghĩ và trực quan của người tiếp xúc hàng ngày. Mất vài giây bất động, tất cả sự chú ý đều đổ dồn cùng một tâm. Nhược Lam lo lắng chạy đến bên, cô vuốt cổ cho Lạc Thiên, đôi bàn tay mềm mại của cô uyển chuyển mà kỹ thuật, tuy nhiên lúc này cũng chỉ là vô nghĩa trước đám lửa hận trong lòng anh. Nếu có thêm chức năng sưởi ấm thì đôi mắt anh có thể thiêu cháy cả một khả vi thành cho bụi, kết quả là người làm dọn bàn, Lạc Trung gọi đồ ăn từ một nhà hàng đem tới. Lạc Thiên ngượng ngùng không dùng bữa, cổ họng của anh vẫn đau rát và có một vài thứ tắc ở khoang mũi. Đương nhiên trước khi lên phòng anh không quên kéo theo Khả Vi rửa hận, từng bước chân nặng nề, huỳnh huỳnh bật cầu thang. Tới cửa phòng, Lạc Thiên đạp chân, thả cô vào trong. Trong bữa cơm anh nghĩ gì mà lại bị sặc vậy chồng? Khả Vi khoanh tay ngồi trên giường. Đây là một căn phòng rộng gấp hai lần của cô, đồ đạc trang trí đẹp mã, nhưng không tránh khỏi chút lôi thôi của đàn ông các vật dụng thường ngày phô ra trên bàn, mặt tủ, rải rác khắp phòng. Cô! Tôi nói cho cô biết, cô là cái đồ không coi ai ra gì. Đường máu trong mắt long lên, tim đập phừng phừng, lạc thiên gằn giọng. Ấy ấy, em đâu dám. Rốt cuộc ai đã chọc giận làm chồng em mặt mày đỏ ngầu thế kia, ôi thương quá. Khả Vi vẫn duy trì phương châm oan gia ngõ hẹp, ghét nhau lúc đầu ai ngờ đâu rằng ta sẽ nhớ mai sau hơn nữa tư vấn viên triệu đông kỳ cũng đồng tình với yêu sách đó. Cô! Anh đấy nhá, không có bằng chứng đừng vội kết tội em, em có làm gì anh đâu. Cô giả đò ngắm nghía bộ móng tay. Anh vừa rồi ăn chưa no, có thích ăn lạc không, em rang cho một đĩa. Nụ cười thường trực trên môi mỗi khi cô có ý đã kích. Đứng lên. Cô đi theo tôi. Không kịp cho khả vi cơ hội chống cự, anh đã xách cổ áo lôi đi, không thể nói chuyện phải trái với hạng người này xuống cầu thang, hai tầng, qua gian nhà bếp mặc kệ mọi người dùng ánh mắt khó hiểu nhìn vào, anh đáp gọn lõn. Còn ra ngoài có chút việc. Về phần khả vi cô không dám kêu la, chỉ khi ra ngoài sân không có sự dò xét khắc khe mới lên tiếng. Buông ra. Này thì buông, anh thả cô ở ngoài cổng, đứng hiên ngang thách thức. Giỏi thì cô bước vào đây, để từ từ cách cổng hạ mang. Vĩnh biệt, rồi thì anh quay gót cô ta là cái gì mà dám phỉ bán tên tuổi người khác? Đúng là loại vô học. Yêu tin. Đồ mắc bệnh, vừa đi vừa tức, anh bị vấp phải bậc thang, rồi mấy cành cây ngán đường, thế nhưng vẫn hùng hùng hổ hổ vào nhà, không ngoái lại, lần vào nhà này mọi người đều đặt câu hỏi tại sao chỉ có mình anh, còn khả vi đâu. Cao phu nhân khẽ châu mày trước khuôn mặt xa sầm của con trai. Quản gia. Ông vào đây. Đứng trên lầu anh gọi vọng xuống, giọng không giấu nổi nỗi niềm bực dọc. Tôi sẽ đích thân đi chọn vợ, ông chuẩn bị đi. Cậu chủ nói gì vậy, cô Khả Vi? Vì cái gì, con nhỏ ấy tôi tống cổ đi rồi. Chuẩn bị xe. Nhanh. Nói là làm, khoác lên người bộ trang phục khác, xịt tùng lung nước hoa lên người để giải xuôi. Là thiên lại bước xuống, vào trong xe, ông quản gia hớt hải chạy theo ngồi vào ghế bên. Cậu chủ, ai cũng đã biết khả vi là vợ chưa cưới của cậu rồi làm sao có thể thiếu gì cách chọn đại một đứa khác miễn không phải dạng như cô ta là được sau đó thẩm mỹ chỉnh mặt cậu chủ à cậu nghiêm túc đi việc này không thể tùy tiện được thời gian không còn nhiều để chúng ta chọn người thay thế đâu thời gian bao giờ tôi lấy vợ chẳng được hà cớ gì phải vội vàng không được nhất định cuộc hôn nhân này phải tổ chức sớm nghe trọn bộ tại mê audio com link trực tiếp ở phần mô tả